chương 81, chú là bố cháu à. Diệp Thu nhíu mày, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên con đường xe cộ nườm nượp. Một đứa bé gái khoảng 4 năm tuổi, tết hai bím tóc đuôi ngựa đang hoảng hốt đứng giữa đường. Mà cách đó không xa, một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh mà tới. Khoảng cách ngắn như thế, rõ ràng là xe không phanh được rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, đứa bé gái đó chắc chắn là chết. Ở thời điểm nhìn cân treo sợi tóc này diệp thu không hề do dự cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp xông lên ôm lấy đứa bé gái bằng tốc độ cực nhanh vọt sang một bên cũng may là diệp thu ra tay kịp thời bởi vì một giây sau chiếc xe tải to liền rít gào đi qua vị trí mà đứa bé gái vừa đứng nếu diệp thu chậm một giây thôi thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả audio điện tử võ tấn bền diệp thu ôm bé gái vượt qua dòng xe rồn rập đi tới bên lề đường mà một cảnh này đã làm cho những người đi đường sợ ngây người. Vừa nãy bé gái nguy hiểm thế nào, bọn họ đều nhìn thấy. Bọn họ vốn tưởng rằng bé gái này phải chết không thể nghi ngờ rồi. Nhưng không ngờ, Diệp Thu cứ như là thần binh trên trời giáng xuống vậy, ôm bé gái thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Điều này lập tức khiến tất cả mọi người phải vỗ tay tán thưởng, hết người này đến người khác vỗ tay tán thưởng Diệp Thu. Diệp Thu mỉm cười, sau đó đặt bé gái xuống rất nhìn bé gái xinh xắn như búp bê trước mặt, anh mỉm cười hỏi, bạn nhỏ à, trên đường cái nguy hiểm như vậy, tại sao cháu lại chạy ra giữa đường vậy? Chú là ba cháu à? Bé gái ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, vẻ mặt chăm chú hỏi. Hả? Diệp Thu sừng sốt, nghi hoặc nói, tại sao cháu lại muốn hỏi như vậy a? À? Mẹ nói, ba ba của Nam Nam là siêu anh hùng, chỉ cần Nam Nam gặp nguy hiểm, sẽ xuất hiện cứu Nam Nam, chú là ba của Nam Nam à? Bé gái chớp chớp đôi mắt to, gương mặt ngây thơ hỏi. "Phốc." Diệp Thu bất đắc dĩ cười một cái, đang định nói là mình không phải. Thì đúng lúc này, một thiếu phụ ăn mặc thời thượng, diện mạo cũng khá xinh đẹp xông qua, ôm lấy bé gái, hai mắt đỏ hoe nói: "Nam Nam, con dọa chết mẹ rồi đó, nếu không may con xảy ra chuyện gì thì mẹ sống thế nào a?" À? "Mẹ, Nam Nam không sao, hơn nữa Nam Nam có một tin tốt muốn nói với mẹ." Bé gái mỉm cười lắc đầu, sau đó giơ tay chỉ vào Diệp Thu, vẻ mặt hưng phấn nói, con đã tìm được ba ba rồi, nam nam đã tìm được ba rồi. Ba ba, thiếu phụ xinh đẹp sướng sờ, sau đó cô nhìn thoáng qua Diệp Thu, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, ái náy nói, xin lỗi anh, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con bé nói lung tung thôi mong anh đừng để bụng. Không sao, trẻ nhỏ ngây thơ mà. Diệp Thu khoát tay, mỉm cười nói. Nam Nam mới không phải là không hiểu chuyện, lời mẹ nói Nam Nam hiểu hết. Mẹ nói ba ba là siêu anh hùng, sẽ vào lúc Nam Nam gặp nguy hiểm cứu Nam Nam, cho nên chú ấy chính là ba của Nam Nam. Bái gái vảnh môi, sau đó trực tiếp xoay người nhào vào lòng Diệp Thu, ôm chặt Diệp Thu, hai mắt nước mắt vòng quanh, tuổi thân nói: Ba ba, xin người đừng rời bỏ Nam Nam nữa được không? Nam Nam thật sự rất nhớ người. Các bạn ở nhà trẻ đều nói Nam Nam không có ba, cứ bắt nạt Nam Nam suốt nam nam rất muốn để ba ở lại mãi mãi ở bên cạnh nam nam và mẹ ba ba đồng ý với nam nam được không cái này diệp thu nhìn bộ dạng đáng thương của bé gái nhất thời cũng vì thế mà không đành lòng chỉ có thể giả vờ đồng ý nói được nam nam ngoan ba ba đồng ý với con mãi mãi ở bên con và mẹ nghe thấy diệp thu nói vậy khuôn mặt nhỏ của thiếu phụ xinh đẹp nháy mắt đỏ lên thấy thế diệp thu vội vàng giải thích xin lỗi tôi không có ý chiếm tiện nghi của cô tôi không sao tôi hiểu thiếu phụ sinh đẹp mỉm cười lắc lắc đầu sau đó cúi đầu nhìn bé gái dịu dàng nói nam nam à ba ba đã đồng ý với con rồi con có vui không vui ạ à, siêu vui luôn sau này nam nam cũng có ba ba giỏi nam nam muốn để cho các bạn ở nhà trẻ nhìn thấy nam nam cũng có ba hơn hơn còn siêu giỏi bé gái reo hò nhảy nhót tung tăng trong lúc nhất thời cực kỳ vui sướng Thấy vậy, Diệp Thu và thiếu phụ xinh đẹp nhìn nhau mỉm cười. "Tiên sinh, vừa nãy cảm ơn anh nhiều, tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào mới tốt." "Thế này đi, anh muốn gì, anh cứ việc nói, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, tôi nhất định thỏa mãn anh." Thiếu phụ xinh đẹp nhìn Diệp Thu, cực kỳ chân thành nói. "Không cần khách sáo như vậy, tôi chỉ làm việc mà tôi nên làm thôi, lần sau cô nhất thiết phải cẩn thận, đừng để bạn nhỏ này chạy ra đường cái nữa." diệp thu khoát tay mỉm cười nói anh yên tâm tuyệt đối sẽ không như vậy nữa thiếu phụ sinh đẹp vội vàng gật đầu sau đó cô suy nghĩ một lát nhìn diệp thu rồi nói hay là thế này đi tôi mời anh ăn cơm thì sao không phải phiền phức vậy đâu hơn nữa tôi còn đang đi làm đây này phải quay về nhanh nữa diệp thu mỉm cười lắc lắc đầu từ chối nói vậy cũng được chúng ta rảnh thì hẹn sau thiếu phụ sinh đẹp gật đầu sau đó nhìn Diệp Thu cười hỏi, nếu tiên sinh đang vội, vậy để tôi đưa anh về công ty đi. Lần này mong tiên sinh đừng từ chối tôi nữa, nếu không lương tâm tôi sẽ ái náy lắm. Diệp Thu nghĩ một lát, đành phải gật đầu. Dù sao thì anh đi về cũng phải gọi xe, chỉ bằng để thiếu phụ xinh đẹp đưa mình đi một đoạn. Sau đó, hai người dẫn bé gái, ngồi vào một chiếc Maserati màu trắng đang đỗ bên đường. Đó chính là xe của thiếu phụ xinh đẹp. Trên đường, thông qua cuộc trò chuyện. Diệp Thu biết được thiếu phụ xinh đẹp tên là Triệu Mỹ Tuyết. Đúng là người cũng như tên, làn da trắng như tuyết mềm mại kia ở dưới ánh mặt trời đặc biệt trói mắt, làm người ta không nhịn được mà muốn nhìn nhiều thêm mấy lần. Còn bé gái tên là Triệu Y Nam, cùng họ với Triệu Mỹ Tuyết. Còn về phần ba đẻ chân chính của bé gái, Triệu Mỹ Tuyết không nói. Diệp Thu cũng không hỏi nhiều, bởi vì anh nghĩ trong đấy chắc là có ẩn tình gì khác, hơn nữa đây là việc riêng của nhà người ta, hỏi nhiều thì không hay lắm. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đi tới cao ốc Lâm Thị. Triệu Mỹ tuyết liếc nhìn tòa cao ốc Lâm Thị to lớn, cô nhìn Diệp Thu hỏi có chút ngoài ý muốn, anh làm việc ở tập đoàn Lâm Thị à? Đúng thế. Diệp Thu gật đầu cười. Ừ, Lâm Thị, được đấy. Triệu Mỹ tuyết cười hơi thâm ý, sau đó vươn tay lấy ra một tấm danh thiếp màu đen mạ mà vàng từ trong túi Hermes ra, đưa cho Diệp Thu, mỉm cười nói, diệp tiên sinh đây là danh thiếp cá nhân của tôi nếu sau này anh có cần giúp đỡ gì thì gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào cũng được diệp thu nhận tấm danh thiếp rồi nhìn qua thông tin trên đó chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa thương mại thiên tuyết triệu mỹ tuyết thấy thế diệp thu nhiều ít cũng hơi bất ngờ lúc đầu anh nhìn khí chất cao quý trên người triệu mỹ tuyết còn tưởng là vợ của một phú hào nào đó hoặc là dòng tiểu tam không ngờ bản thớ triệu Mỹ tuyết chính là một phú hào, còn là một nữ phú hào. Điều này đúng là làm cho người ta lau mắt mà nhìn. chương 82, cái này thì trùng hợp quá đi. Nhận tấm danh thiếp của triệu Mỹ tuyết. Dưới nguyện vọng mãnh liệt của triệu Mỹ tuyết. Diệp Thu đành phải cho triệu Mỹ tuyết số điện thoại của mình. Diệp tiên sinh, tối nay đợi anh tan làm nếu như có thời gian, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải để tôi mời anh một bữa, được không? Triệu Mỹ Tuyết nhìn Diệp Thu, cực kỳ chân thành hỏi. Diệp Thu suy nghĩ một cái, dù sao thì Tan làm cũng không có việc gì, anh liền gật đầu đồng ý. Sau đó anh chuẩn bị xuống xe. Ba ba, ba muốn đi đâu? Nam Nam muốn đi với ba. Nam Nam ngồi ở ghế sau lập tức sốt ruột, vội vàng khóc nói. Nam Nam ngoan, ba ba phải đi làm, tối nay ba ba về sẽ chơi với Nam Nam. Triệu Mỹ Tuyết quay đầu xoa đầu Nam Nam, dịu dàng dỗ dành mà lúc nói câu này, khỏi phải nói cô đỏ mặt thế nào. Khụ khụ, Diệp Thu cũng hơi xấu hổ ho khan hai cái, nhìn Nam Nam rồi nói, Nam Nam phải nghe lời mẹ, tối nay chúng ta gặp lại, được không? Vậy được, ba ba nhất định phải nói lời giữ lời nha. Nam Nam rất là hiểu chuyện mà gật đầu, sau đó chia ra ngón tay út đáng yêu của mình, ngoắc tay. Được, ngoắc tay nào. Diệp Thu mỉm cười, giơ ngón út của mình ra ngoắc tay với Nam Nam, sau đó liền xuống xe trở lại bộ phận kinh doanh ở công ty lý soái đang đứng trước bàn của hà tình tình ra sức nói gì đó thấy diệp thu đi vào lý soái hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu một cái lạnh giọng hỏi đi làm cái gì vậy sao mà cả chiều đều không nhìn thấy bóng dáng cậu hả đi gặp một khách hàng diệp thu bình thản nói hừ tốt nhất là cậu đi gặp khách hàng cậu nhớ kỹ cho tôi cho tới bây giờ thành tích của cậu vẫn bằng con số 0, cách cuối tháng không còn mấy ngày nữa, nếu cậu không đạt đủ thành tích thì lập tức thu dọn đồ rồi đi đi." Lý Soái lạnh lùng nói. Dứt lời, anh ta nhìn về phía Hà Tình Tình, lập tức đổi sắc mặt, nhếch miệng cười nói, "Tình Tình à, cô hãy suy nghĩ kỹ đi nha. Đơn này đối với bộ phận kinh doanh chúng ta, thậm chí là đối với cả công ty chúng ta mà nói cực kỳ quan trọng. Chỉ cần cô đồng ý đi, một khi bàn bạc thành công, Vậy thì cô không những thu hoạch được một số tiền trích phần trăm xa xỉ, còn có thể thăng chức lên lương. Đối với một nhân viên mới mà nói thì đây là một cơ hội tốt hiếm có. Tôi hy vọng cô đừng để lỡ, tôi sẽ ở trong phòng làm việc đợi cô, suy nghĩ kỹ đi rồi vào trả lời tôi. Nói xong, Lý Soái lại hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu, sau đó xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Haiz. Hà Tình Tình thở dài một hơi. Sao trông cô ủ rũ vậy? diệp thu mỉm cười hỏi còn không phải là chuyện bàn hợp tác với thiên tuyết sao công ty chúng ta cứ muốn lôi kéo khách hàng lớn này nhưng thái độ của người ta không rõ ràng lắm vì thế tối nay giám đốc lý và giám đốc ngô ở bộ phận tiêu thụ cùng đặt một bữa ăn muốn mời phó tổng dương của thiên tuyết ăn cơm nhưng mà giờ giám đốc lý cứ muốn kéo tôi đi nói là muốn tôi tiếp phó tổng dương kia thật tốt uống hai ly nói không chừng vụ làm ăn này sẽ thành công nhưng mà tôi không biết tiếp người khác uống rượu a à? Chỉ sợ tiếp người ta không tốt, còn đắc tội người ta thì xong đời." Hà Tình Tình u sầu nói. Nghe vậy, Diệp Thu cũng sừng sốt, lập tức nghi hoặc nói: "Thiên Tuyết nào cơ?" Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách hóa Thiên Tuyết a, là công ty có thể đứng trong số 10 công ty bách hóa hàng đầu ở cả cái Giang Châu thậm chí là tỉnh Thiên Nam này. Nếu mà có thể bàn bạc hợp tác thành công với công ty bọn họ, vậy thì đó tuyệt đối là một đơn hàng lớn. Tới lúc đó thành tích một quý của bộ phận kinh doanh của chúng ta đều có hết rồi. Hà Tình Tình giải thích. Ách, Ai... Diệp Thu hơi cạn lời sờ sờ mũi. Cái này không khỏi cũng khéo quá rồi đi. Mình vừa mới tách khỏi chủ tịch của Bách Hóa Thiên Tuyết một lát. Lâm Thị liền có nghiệp vụ là hợp tác với Bách Hóa Thiên Tuyết. Không thể không nói, đúng là duyên phận A. Tiếp đó, Diệp Thu lắc đầu cười một cái, nhìn Hà Tình Tình rồi hỏi, thế cô có muốn đi không? Tôi, tôi hơi muốn đi, bởi vì quám đốc lý nói với tôi, đơn hàng này mà thành sẽ trích phần trăm cho tôi, cái này rất hấp dẫn đấy, hơn nữa còn có thể thăng chức lên lương. Hà tình tình khẽ cắn răng lên môi đỏ, hơi động lòng nói. Nói cho cùng thì gánh nặng kinh tế của nhà họ Hà đều đặt người cô ấy. Mặc dù hiện tại Diêu Tính đã khỏi bệnh, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn là chưa đi làm được. Cho nên Hà Tình Tình còn phải tự kiếm tiền nuôi cả nhà, nếu như có thể kiếm nhiều hơn một tí, tất nhiên là cô rất sẵn lòng rồi. Muốn đi thì đi đi, không cần suy nghĩ nhiều, cô phải tự tin lên. Diệp Thu cổ vũ nói. Diệp Thu, anh nghĩ tôi có thể thật sao? Hà Tình Tình vẫn hơi không có tinh thần, dù sao thì đây là lần đầu tiên cô tham gia bữa tiệc như này, rất là căng thẳng. Tất nhiên là được A, à, cô phải tin vào bản thân mình, huống hồ còn có cả giám đốc Lý và giám đốc Mô đi cùng cô nữa mà, vậy nên là cô yên tâm đi. Diệp Thu mỉm cười khích lệ. Được, vậy tôi sẽ đi nói với giám đốc Lý. Hà Tình gật đầu, lấy dũng khí, đứng dậy đi vào văn phòng của Lý Soái. Hai, lại một cô gái tốt bị hủy hoại. Đúng lúc này, một viên chức cũng ngồi bên cạnh của bộ phận kinh doanh bất ngờ thở dài một hơi, lắc đầu nói. Nghe thấy lời này, Diệp Thu nhíu mày, đi lên trước nghi ngờ nói ý gì vậy? Đơn này của Thiên Tuyết làm gì mà đàm phán dễ thành công như vậy chứ? trước đó lâm tổng đích thân ra mặt tìm chủ tịch công ty bọn họ cũng vô dụng và lại cái phó tổng dương kia của thiên tuyết chính là một lưu nói tới đây viên chức cố định nói lại thôi tiếp đó thở dài một hơi hai thôi bỏ đi đừng nói nữa nói nhiều rồi lại đắc tội người khác tóm lại chuyện này cậu cũng ít tham gia đi quyết định của công ty có lúc không phải chúng ta có thể thay đổi nói xong viên chức cũng tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính làm việc bất luận diệp thu có hỏi thế nào viên chức cũ cũng không chịu nói thêm nữa. Diệp Thu đành trở lại chỗ ngồi của mình. Anh nghĩ trong lòng, bữa cơm tối nay Lý Soái và giám đốc ngô ở bộ phận tiêu thụ đều sẽ đi. Nếu đã là một công ty, đi nhiều người như vậy, chắc Hà Tình Tình sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Nhưng mà lát nữa vẫn phải nhắc nhở Hà Tình Tình mới được. Gần tan làm chiều, Lý Soái thông báo cho Hà Tình Tình thu thập đồ đạc chuẩn bị đi cùng mình. Hà Tình Tình quay đầu nhìn Diệp Thu một cái, vẫn hơi khẩn trương hỏi diệp thu tôi vẫn lo là mình không được không sao đâu thoải mái đi diệp thu cười một cái sau đó nhân lúc lý soái không chú ý nhanh chóng tiến lên nói nhỏ tối nay cô phải thật cẩn thận giám đốc ngô thì tôi không biết nhưng lý soái người này cô vẫn đề phòng một chút còn nữa cái vị phó tổng dương kia của thiên tuyết cô hãy cố gắng đừng để bọn họ chuốc say cô nhất định phải xác định đồ mà cô ăn thứ mà cô uống đều trong tầm mắt của cô giữ cảnh giác có chuyện thì gọi điện cho tôi, hiểu chưa? Được, tôi biết rồi. Hà tình tình gật đầu. Mà lúc này, Lý Soái đã đợi sốt cả ruột rồi, liên tục thúc giục Hà tình tình. Hà tình tình nhanh chóng đeo túi sách lên, đi cùng Lý Soái ra khỏi bộ phận kinh doanh. Nhìn theo bóng lưng của Hà tình tình. Diệp Thu hít híp mắt. Chỉ mong là mình đã suy nghĩ nhiều thôi. mươi 83, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Đến lúc tan làm diệp thu liền trở về nhà phải biết rằng lâm thanh nhã vẫn còn đang ngủ ở nhà đấy trước tiên cho cô ấy dùng thuốc giải của mê hồn hương đã rồi nói tiếp nếu không cô ấy sẽ ngủ đến ngày kia mới tỉnh lại được làm tổng tài chấp trưởng lâm thị nếu bỗng chốc biến mất ba ngày thế thì cả lâm thị thế nào cũng sẽ hỗn loạn đến lúc đó cũng khó tránh khỏi sẽ bị bàn tán phải biết rằng sau lưng lâm thanh nhã còn có một lâm vĩ đang nhìn chầm chầm như hổ đói nữa đấy. Đi vào biệt thự hãn hải lam thành. Diệp Thu đi thẳng lên tầng 2, đi vào phòng ngủ của lâm thanh nhã. Lâm thanh nhã vẫn đang ngủ say trên giường, ngủ rất là ngon. Thấy vậy, đôi mắt Diệp Thu tràn ngập dịu dàng, sau đó lấy một chiếc bình nhỏ màu trắng từ trong ngực ra, mở nắp bình, đặt dưới lỗ mũi lâm thanh nhã. Làm xong hết thảy. Diệp Thu vội vàng cất bình đi, Rón ra rón rén ra khỏi phòng của Lâm Thanh Nhã, quay lại phòng khách ở tầng 1. Cái mông của anh vừa mới đặt xuống ghế sofa không bao lâu. A! À, bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai truyền ra từ trong phòng Lâm Thanh Nhã. Rầm 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 rầm. Chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân vang dồn dập. Lâm Thanh Nhã đầu bù tóc rối từ tầng 2 chạy xuống. Mặc dù cô vừa mới tỉnh ngủ, chưa đánh răng rửa mặt, đầu tóc cũng lộn xộn nhưng khắp người lại có một loại mỹ cảm lười biếng không nói nên lời lại kết hợp với chiếc váy ngủ tơ tằm chưa kịp thay bày ra dáng người vô cùng duyên dáng đường cong có lồi có lõm kia quả thực là cực kỳ quyến rũ diệp thu nhìn bao nhiêu cũng không đủ sau khi tới phòng khách lâm thanh nhã hung hăng trừng mắt nhìn diệp thu giọng nói lạnh như băng hỏi diệp thu tại sao anh không đánh thức tôi diệp tổng em vừa tỉnh sao anh còn tưởng hôm nay em làm việc ở công ty cả ngày cơ. Diệp Thu lặng đi một lát, giả bộ cái gì cũng không biết. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã chợt đỏ lên, ho khan hai tiếng, cực kỳ xấu hổ nói, khụ khụ, cái đó, phải rồi, hôm nay tôi bận rộn làm việc ở công ty cả ngày, chẳng qua là vừa về đến nhà, nghỉ ngơi một lát thôi. Nghe vậy, ồ, thì ra là vậy a, à. anh còn tưởng Lâm tổng ở nhà ngủ cả một ngày. Diệp Thu gật đầu như nghĩ tới cái gì đấy, nhếch miệng cười nói. Sao có thể, tôi, tôi bận như vậy, sao có thể ở nhà ngủ cả ngày chứ? Lâm Thanh nhã trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu một cái, hơi trột dạ nói. Cô là người rất sĩ diện, tất nhiên không thể để Diệp Thu biết mình làm biếng ở nhà ngủ cả ngày. Thế nhưng điều mà Lâm Thanh Nhã không biết đó là, bất trí bất giác cô đã rơi vào hố của Diệp Thu. Anh đã bảo rồi mà, trong lòng anh lâm tổng vẫn luôn là một nữ cường nhân ưu tú ở nhà ngủ cả một ngày ư anh cảm thấy cái này căn bản là không thể nào diệp thu vội vàng gật đầu nói với bộ dạng nghiêm chỉnh bớt lắm mồm đi đã nấu xong cơm trưa tôi đói rồi lâm thanh nhã trợn mắt liếc diệp thu một cái lạnh như băng hỏi cô sợ nói nữa thì sẽ lộ mất cho nên vội vàng chuyển đề tài nhưng mà cô lại không biết đó là tấm lòng của diệp thu Diệp Thu khẽ nhếch miệng, sau đó mỉm cười nói: "Cái đó, anh cũng vừa mới đi làm về, bây giờ sẽ đi làm ngay, em lên tầng rửa mặt đi, anh làm nhanh thôi." "Mau lên nha." Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói, sau đó nhanh chóng xoay người đi lên tầng. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Lâm Thanh Nhã, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười nhìn ngẫm. Người phụ nữ này, lúc nói dối vẫn rất là đáng yêu. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lắc đầu cười rồi đi vào phòng bếp. Mấy món ăn đơn giản nhà làm. Chỉ chốc lát sau Diệp Thu đã làm xong rồi, anh đặt lên trên bàn cơm. Sau đó đang chuẩn bị gọi Lâm Thanh Nhã xuống ăn cơm. Thì đúng lúc này, điện thoại của anh lại reo lên. Vừa lấy ra xem, thế mà lại là cuộc gọi của Hà Tình Tình. Diệp Thu nhíu mày, nhanh chóng bắt máy. Diệp Thu, tôi hơi say rồi, anh đến quán ra thế đón tôi đi, tôi ở 211. Nhưng mà, Hà Tình Tình còn chưa nói xong. Bên cạnh đã truyền tới giọng nói của một người đàn ông. Nào, Tiểu Hà, chúng ta uống tiếp nào, gọi điện thoại làm gì đấy. Sau đó điện thoại liền bị ngắt, sắc mặt Diệp Thu nhất thời trầm xuống. Quả nhiên, trên đời này không có bàn rượu nào sạch sẽ cả. Tình huống xấu nhất vẫn xảy ra. Diệp Thu nhanh chóng sới cơm xong, rồi nói với Lâm Thanh Nhã là mình có việc phải đi ra ngoài một lúc. Lâm Thanh Nhã cũng không hỏi nhiều. Thế là Diệp Thu nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự, gọi một xe taxi rồi đi về phía nhà hàng Gia Thế. Nhà hàng Gia Thế, phòng 211. Giờ phút này, có mấy người đang ngồi trên bàn ăn. Trong đó có Lý Soái, còn cả giám đốc ngô ở bộ phận tiêu thụ lâm thị. Đối diện hai người, vẫn có một người đàn ông trung niên, mặt mũi bóng loáng, bụng vệ đang ngồi. Người này chính là phó tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa thiên tuyết, Dương Đại Phú còn Hà Tình Tình thì ngồi bên cạnh ông ta. Chẳng qua Hà Tình Tình lúc này đã đỏ bừng cả mặt, uống đến nỗi mơ mơ hồ hồ rồi. Nhưng Dương Đại Phú rõ ràng là không có ý bỏ qua cho Hà Tình Tình, ông ta không ngừng rót rượu cho Hà Tình Tình, đôi mắt híp đảo qua đảo lại trên người Hà Tình Tình. Còn bàn tay heo của ông ta đã đặt lên vòng eo mảnh khảnh của Hà Tình Tình rồi, ở đó tùy ý làm bậy. Lý Soái và giám đốc ngô ngồi đối diện thấy cảnh này, chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn rượt dây Hà Tình Tình, nhất định phải tiếp đón Dương đại phú cho tốt. Hà Tình Tình thật sự là chỉ còn lại một tia tỉnh táo cuối cùng để giữ vững mình thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, không tới hai chén nữa, cô sẽ hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Mà đến lúc đó, chờ đợi cô sẽ là ác mộng cả đời. Dương tổng, ngài uống khá sướng đấy nhỉ, tiểu Hà chúng tôi cũng đang cố gắng bồi ngài, ngài thấy hợp đồng hợp tác của hai nhà chúng ta có phải là ký được rồi đúng không? Lý Soát rút hai phần hợp đồng từ trong túi tài liệu ra đặt lên trên bàn, nhìn Dương Đại Phú, gương mặt nịnh nọt hỏi. Không thành vấn đề, chỉ cần Tiểu Hà nể mặt, tôi liền nể tình. Dương Đại Phú nhếch miệng cười, sau đó lại rót đầy một ly rượu trắng, đặt ở trước mặt Hà tình tình, cười xấu xa nói Tiểu Hà, chỉ cần cô uống hết ly này, tôi lập tức ký hợp đồng với công ty các cô. Nghe thấy lời này, Lý Soái và giám đốc ngồi nhoáng cái sáng mắt lên, vội vàng nhìn hà tình tình rồi nói tiểu hà mau uống đi chỉ còn một ly nữa thôi giám đốc dương tổng tôi thật sự uống không nổi nữa rồi hà tình tình khoát tay choáng váng nói sao nào cô không nể mặt tôi hả nếu đã như vậy thì hợp đồng này bỏ đi đi sắc mặt dương đại phú trầm xuống cười lạnh nói lý soái và giám đốc ngô vừa nghe thấy vậy lập tức nóng nảy tiểu hà cô sao vậy cô không muốn công việc này nữa hả? Đến cả Dương Tổng còn không nể mặt, mau uống đi. Giám đốc ngô hung hưng chừng mắt nhìn Hà Tình Tình một cái, lạnh giọng trách mắng. Đúng thế, Hà Tình Tình, cô vừa mới được lên làm chính thức, nếu cô không muốn mất đi công việc này thì hãy nghe lời, uống hết ly rượu này đi. Nếu không, ngày mai cô không cần tới công ty làm việc nữa. Lý Soái cũng trầm mặt, lạnh giọng nói, chương 84, tao phải giết mày. Tôi, trên gương mặt hà tình tình hiện lên một chút khó xử cô cảm thấy mình thực sự không thể uống tiếp được nữa nếu còn uống tiếp chắc chắn sẽ bất tỉnh nhân sự nhưng nếu mà không uống cô sẽ mất việc so sánh thiệt hơn thì trong lòng cô công việc vẫn đứng ở vị trí đầu bởi vì một khi cô mất việc thì cô và cả người nhà cô đều phải uống gió tây bắc mất nghĩ tới đây hà tình tình cắn răng cố nén xúc động muốn nôn bưng chén rượu lên thấy vậy gương mặt của lý soái và giám đốc ngô hiện lên vui vẻ hớn hở khóe miệng dương đại phú cũng nhếch lên một nụ cười đã đạt được mục đích mắt thấy hà tình tình sắp đưa ly rượu cuối cùng lên đến bên miệng phanh đột nhiên một tiếng động vang lên cửa phòng bị người ta một chân đạp ra một thân ảnh đi vào trong phòng bao làm cho tất cả mọi người trong phòng bao đều giật mình ào ào quay đầu nhìn lại vừa nhìn một cái sắc mặt Lý Soái lập tức trầm xuống, tức giận nói, Diệp Thu. Cậu điên gì thế hả? Ai cho cậu vào? Cậu không biết chúng tôi đang tiếp khách hàng quan trọng của công ty sao? Nếu mà dọa khách hàng người ta hoảng sợ, cậu lấy gì chịu trách nhiệm? Nhưng mà, Diệp Thu lại căn bản không để ý tới Lý Soái, trực tiếp đi lên trước đoạt lấy ly rượu trong tay Hà Tình Tình, hung hăng đánh vào bàn tay heo đang đặt bên hông Hà Tình Tình của Dương Đại Phú. Ngao! Dương Đại Phú hét thảm một tiếng, ăn đau nên thu lại tay heo về. Đi, tôi đưa cô về nhà. Diệp Thu nhìn Hà Tình Tình, mỉm cười nói. Sau đó liền định dìu Hà Tình Tình lên. Thấy thế, Dương Đại Phú lập tức phẫn nộ. Mắt thấy con vịt sắp vào trong miệng rồi, làm sao mà ông ta trơ mắt nhìn nó bay đi được chứ? Khoan đã. Sắc mặt Dương Đại Phú lập tức trầm xuống, chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói, cậu kia, cậu là ai? Bất thình lình lao vào phòng bao của chúng tôi không nói, còn muốn đưa người của tôi đi, cậu không nhìn thấy chúng tôi đang uống rượu nói chuyện sao hả? Người của ông? Lúc nào thì cô ấy trở thành người của ông rồi vậy? Diệp Thu lạnh lùng cười một cái, hỏi ngược lại. Tôi bảo cô ấy là của tôi thì cô ấy chính là của tôi. Hai mắt Dương Đại Phú trừng lên, nói rất là ngang ngược. Lúc này, Lý Soái và giám đốc Ngô vội vàng chạy lên phía trước. Dương Phó Tổng, thật là ngại quá. Đây là người mới của công ty chúng tôi, không hiểu phép tắc cho lắm, mong ngài đừng chấp nhận với cậu ta. Lý Soái tươi cười, khúm núm nói. Đúng thế, Dương Phó Tổng, chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi, ngài đừng chấp nhận với cậu ta. Trước mặt ngài, cậu ta chả là cái dám gì, chỉ là một cặn bã. Giám đốc ngô cũng nói với vẻ nịnh nọt. Bớt che mắt ông đây đi, ông đây không ăn, muốn để tôi tha thứ cho cậu ta, trừ phi cậu ra quỳ xuống dập đầu ba cái với tôi sau đó cút ra khỏi đây nếu không tôi thấy hôm nay không cần ký cái hợp đồng này nữa dương đại phú trợn trắng mắt nhìn hai người một cái tức giận nói nghe thấy lời này lý soái và giám đốc ngô lập tức sốt ruột bởi vì hợp đồng này rõ ràng là sắp cầm được rồi lại vì sự xuất hiện của diệp thu mà phá hỏng hết mọi thứ điều này làm cho hai người cực kỳ tức giận trong lúc nhất thời hai người nhắm ngay họng súng về phía Diệp Thu. Nhóc con, cậu còn không mau quỳ xuống xin lỗi Dương Phó Tổng, cầu xin Dương Phó Tổng tha thứ. Ghi âm đốc ngô hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, phẫn nộ nói. Diệp Thu, cậu nghe rõ cho tôi, nếu mà cậu không làm cho Dương Phó Tổng hài lòng, thế thì ngày mai cậu không cần tới làm việc nữa. Bây giờ tôi lập tức đuổi việc cậu luôn. Lý soái cắn răng, lạnh giọng nói. Nói xong chưa, diệp thu thờ ơ liếc mắt nhìn hai người một cái sau đó không thèm để ý tới hai người họ trực tiếp dìu hà tình tình dậy định xoay người rời đi luôn đứng lại đờ tê mẹ thằng danh con tôi đã cho cậu mặt mũi rồi dương đại phú tức giận rồi ông ta quơ lấy bình rượu vọt lên sông về phía diệp thu ỷ vào có tiền có thân phận đối với sống chết của một nhân viên nhỏ như diệp thu dương đại phú căn bản không để ở trong lòng khi ông ta xông đến phía sau người diệp thu không nói hai lời hung hăng đập bình rượu vào gáy của diệp thu nếu mà một khi đập chúng thì cho dù không chết cũng phải chấn động não nghiêm trọng bởi vậy có thể thấy dương đại phú ra tay tàn nhẫn rõ ràng là không định cho diệp thu dễ chịu nhưng mà ngay khi bình rượu sắp đập vào cái gáy của diệp thu diệp thu bỗng nhiên xoay người lại nâng chân lên đạp vào bụng của dương đại phú phanh chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên Dương Đại Phú 100 cân như một quả cầu thịt lớn, bay ngược ra ngoài ngay tại chỗ, nặng nề nền ở trên bàn cơm. Đập bể hết cả cái bàn ăn, bát chén đĩa vỡ hết trên đất. Dương Phó Tổng Sắc mặt của Lý Soái và Giám Đốc Ngô lập tức đại biến, vội vàng vọt đến bên cạnh Dương Đại Phú, đỡ Dương Đại Phú từ trên đất dậy. A, à, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Dương Đại Phú chừng hai mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thu, cực kỳ căm phẫn gào thét nói. Sau đó, ông ta rút điện thoại từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại, tức giận quát các cậu còn ở bên dưới làm cái gì. Ông đây đã bị người ta đánh rồi, tất cả lên hết cho tôi. Dương Đại Phú cúp điện thoại không bao lâu. Chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên ở bên ngoài hành lang. Tiếp sau đó, mười mấy vệ sĩ lực lượng mặc co mồ màu, màu đen, đeo kính đen từ ngoài vọt vào. Dương Đại Phú thấy vậy, trực tiếp lấy tay chỉ vào Diệp Thu, hung tợn nói bao vây cái thứ không biết sống chết này lại cho tôi rõ các vệ sĩ gật đầu sau đó trực tiếp xông lên bao vây quanh diệp thu chừng mắt nhìn chằm chằm diệp thu chỉ cần dương đại phú ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ không chút do dự ra tay nhưng đúng lúc này chuông điện thoại của diệp thu bỗng nhiên vang lên anh lấy điện thoại ra nhìn một cái thế mà lại là cuộc gọi của triệu mỹ tuyết vì thế diệp thu bắt máy luôn diệp tiên sinh xin hỏi bây giờ anh có rảnh không tôi đã đặt một phòng ở nhà hàng thế ra không biết anh có thể vui lòng tới đây ăn cơm cùng tôi không giọng nói cung kính của triệu mỹ tuyết truyền ra từ trong điện thoại tôi thì đi được hơn nữa tôi đang ở nhà hàng ra thế rồi nhưng bây giờ dương phó tổng của công ty các cô cho một đám vệ sĩ bao vây tôi đang chuẩn bị đánh chết tôi đây diệp thu khẽ nhếch khóe miệng vẻ mặt nghiền ngẫm nói cái gì triệu mỹ tuyết lập tức cả kinh vội vàng hỏi anh đang ở phòng nào. 211. Diệp Thu thản nhiên nói. Anh đợi một chút, tôi lập tức qua ngay. Nói xong, Triệu Mỹ tuyết vội vàng cúp điện thoại. Nhóc con, cậu đang gọi điện thoại với ai vậy? Dương Đại Phú híp híp mắt, cảm thấy có chút không đúng, lạnh giọng hỏi. Ông đoán đi. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt trêu tức nói. Hư, giả thân giả quỷ, một nhân viên nhỏ như cậu thì có thể quen ai được. Dương Đại Phú trợn trắng mắt khinh thường nhìn Diệp Thu, sau đó nhìn về phía đám vệ sĩ, trực tiếp hạ lệnh, đánh chết cho tôi, chú ý một chút, đừng làm bị thường cô gái của tôi. Đám vệ sĩ gật gật đầu, toàn nắm nắm đấm, sắp ra tay với Diệp Thu. Nghe vậy, tất cả dừng tay hết cho tôi. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng mà còn mang theo tức giận bất ngờ vang lên trong phòng bao. mươi 85, 33, Nam Nam rất nhớ người nha. Câu này vừa vang lên. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Ai con mẹ nó dám lo chuyện bao đồng hả? Ông đây chơi chết, sắc mặt Dương Đại Phú tối xuống, đang định mắng chửi. Nhưng mà, ông ta còn chưa nói hết câu. Thì đúng lúc này, một thiếu phụ xinh đẹp mặc một chiếc váy lây màu đen dắt một bé gái đi vào phòng. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia. Dương Đại Phú trợt trừng to hai mắt, lời nói đến bên miệng sợ quá mà nuốt trở vào bởi vì người phụ nữ xinh đẹp đó không ai khác chính là chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa thiên tuyết triệu mỹ tuyết đây là lãnh đạo trực tiếp của ông ta a à, nhất thời sắc mặt dương đại phú đột biến vẻ mặt hung hăng nhoáng cái đã biến thành kính sợ triệu triệu đồng sao ngài lại tới đây dương đại phú vừa nói ra lời này vẻ mặt của lý soái và giám đốc ngô cũng thay đổi có thể để cho dương đại phú xưng là triệu đồng Vậy thì ngoại trừ người lãnh đạo chấp bu chủ tịch của thiên tuyết là triệu Mỹ tuyết ra thì còn có thể là ai chứ? Đây là tồn tại có thể ngồi ngang hàng với chủ tịch của Lâm Thị A. À. Nhất thời, ánh mắt hai người nhìn về phía triệu Mỹ tuyết tràn đầy cung kính và nịnh hót. Sao tôi lại tới đây hả? Nếu tôi mà không tới thì ông đã đánh khách mời của tôi rồi. Triệu Mỹ tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đại Phú, lạnh giọng nói. Khách mời của ngài, ngôn tình hài. Sắc mặt Dương đại phú chợt biến, ông ta vô thức nhìn Diệp Thu một cái, trong lòng bất giác dâng lên một loại dự cảm cực kỳ xấu. Chẳng nhẽ thằng nhóc này là khách mời của Triệu Đồng ư? Không phải chứ, chẳng phải cậu ta chỉ là một nhân viên nhỏ ở Lâm thị thôi sao, sao có thể va chạm được với cấp bậc như Triệu Đồng chứ? Đúng, chắc không phải là cậu ta đâu, tuyệt đối không phải là cậu ta. Trong lòng Dương đại phú thầm an ủi mình như vậy. Không chỉ có ông ta nghĩ như thế, đến cả lý soái và giám đốc ngô cũng nghĩ như vậy nhưng mà vào lúc này triệu mỹ tuyết lại dắt tiểu nam nam đi tới chỗ diệp thu những vệ sĩ kia thấy vậy tất nhiên là cũng không dám ngăn cản diệp tiên sinh thật ngại quá để anh giật mình rồi triệu mỹ tuyết bước nhanh đi tới trước mặt diệp thu nhìn diệp thu nói với vẻ mặt áy náy lời này vừa nói ra ba người dương đại phú đều giật mình nhoáng cái gương mặt đã đầy khiếp sợ thế nhưng còn không đợi ba người hồi thần lại con gái của triệu mỹ tuyết là nam nam đã nhào luôn vào lòng diệp thu ôm đùi diệp thu gương mặt vui mừng nói ba ba nam nam nhớ người lắm nha ba 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 trong mắt của ba người dương đại phú suýt nữa thì trợn lòi ra diệp thu là ba ba của tiểu nam nam tiểu nam nam là con gái của triệu mỹ tuyết thế chẳng phải là nói diệp thu chính là chồng của triệu mỹ tuyết nhất thời Ba người Dương Đại Phú cảm thấy da đầu run lên, đầu óc thì như bị xào xáo một trận, ong ong vang lên, trống rỗng. Nhất là Dương Đại Phú, giờ phút này sắc mặt ông ta đã cực kỳ khó coi. Phải biết rằng, mới vừa nãy thôi. Ông già đã cho vệ sĩ bao vây Diệp Thu, hơn nữa còn làm ầm lên muốn chơi chết Diệp Thu nữa. Nào ngờ Diệp Thu thế mà lại là chồng của triệu Mỹ Tuyết A. Đây chẳng phải là động thủ trên đầu Thái Tuế sao? Vừa nghĩ tới đây, dương đại phú liền sợ đến mức hai chân mềm nhún suýt nữa thì đặt mông ngồi dưới đất tôi không sao may là triệu nữ sĩ tới kịp diệp thu nhếch miệng cười vươn tay xoa đầu tiểu nam nam nhất thời làm cho tiểu nam nam cười liên tùng tục vị này là triệu mỹ tuyết chỉ chỉ hà tình tình được diệp thu diều nghi hoặc nói đồng nghiệp của tôi diệp thu thản nhiên nói sao cô ấy lại uống thành thế này a à? triệu mỹ tuyết nhíu mày bởi vì cô có thể nhìn ra nếu không có diệp thu đỡ hà tình tình đứng còn đứng không vững ha ha diệp thu lạnh lùng cười một tiếng liếc mắt nhìn dương đại phú một cái lạnh lùng nói cái này phải hỏi vị dương phó tổng của công ty các cô nghe thấy lời này tuy là triệu mỹ tuyết không biết chuyện nhưng thân là chủ tịch có tình cảnh nào mà cô chưa từng gặp chứ cho nên rất nhanh cô đã hiểu ra đây là chuyện gì cô lập tức quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Dương Đại Phú một cái, lạnh giọng quát, Dương Đại Phú, ông to gan thật đấy, vậy mà giấu tôi làm ra thủ đoạn ghê tởm như này, thể diện của thiên tuyết đã bị ông vứt đi hết rồi. Sắc mặt Dương Đại Phú lập tức đại biến, bùm một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói, triệu đồng, ngài nghe tôi giải thích, chuyện không như ngài tưởng tượng đâu. Ồ, thế thì còn có thể như nào nữa? Chẳng lẽ vị đồng nghiệp này của tôi tự uống say, sau đó chuẩn bị nhảy vào ôm ôm ấp yêu thương à? Diệp Thu lạnh lùng cười một cái, vẻ mặt trào phúng hỏi. Tôi, nhất thời, Dương Đại Phú hết đường chối cãi. Ông ta vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý Soái và Giám Đốc Ngô, xin viện trợ nói, ghi Đốc Lý, Giám Đốc Ngô, các anh mau nói giúp tôi mấy câu đi. Lý Soái và Giám Đốc Ngô sợ đến nỗi mặt biến sắc, vội vàng quỳ xuống trước mặt triệu Mỹ Tuyết. Nếu mà bởi vì hai người họ, mà Thiên Tuyết mãi mãi không hợp tác với Lâm Thị vậy thì hai người họ chắc chắn mất việc, hơn nữa thậm chí còn bị Lâm Thị Phong sát mọi chỗ. Đến lúc đó, ở thành phố Giang Châu sẽ không còn nơi cho hai người họ dung thân. Làm hay không làm, trong lòng các người tự rõ. Triệu Mỹ tuyết lạnh lùng nói. Sứt lời, cô quay đầu nhìn về phía Dương Đại Phú, lạnh giọng hỏi, ông còn gì muốn nói với tôi nữa không? Nếu mà không còn gì để nói, ngày mai ông tự viết một lá đơn từ trước đi, trình cho hội đồng quản trị sắc mặt Dương Đại Phú lập tức tái mét, ông ta sắp khóc đến nơi rồi, vội vàng cầu xin tha thứ nói, đừng mà triệu đồng, mong triệu đồng xem xét tôi đã nhiều năm tận tâm tận tụy vì công ty, bỏ qua cho tôi lần này đi. Bỏ qua cho ông lần này ư? Dương Đại Phú, ông tưởng trước kia tôi chưa từng bỏ qua cho ông sao? Tham ô công quý, nuốt riêng tiền thưởng của nhân viên, những chuyện bẩn thỉa ông làm ở công ty, ông tưởng là tôi không biết à? nếu không phải là xét thấy những năm này ông không có công lao cũng có khổ lao tôi đã bỏ ông vào tù từ lâu rồi hôm nay tôi nể mặt ông để ông tự từ chức nếu không thì đừng trách tôi không khách khí triệu mỹ tuyết nói giọng lạnh như băng vào giờ phút này khí phách của nữ cường nhân hoàn toàn hiện ra hết trên người cô dương đại phú nghe xong lời của triệu mỹ tuyết lập tức mặt như màu đất toàn thân cực kỳ tuyệt vọng ông ta biết lần này coi như mình tiêu tùng rồi Lý Soái và giám đốc Ngô nhìn cảnh này, bọn họ cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng nhìn Triệu Mỹ Tuyết, cầu xin tha thứ nói, "Triệu Đồng, chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi, mong Triệu Đồng tha cho chúng tôi một con đường." Audio điện tử võ tấn bền. Chương 86, cậu ấy tới rồi. Triệu Mỹ Tuyết lạnh lùng liếc nhìn hai người này một cái, sau đó quay đầu nhìn sang Diệp Thu, mỉm cười hỏi, "Diệp tiên sinh, hai người này là người công ty anh, anh thấy nên xử lý thế nào thì ổn?" tôi nghe theo anh nghe thấy lời này lý soái và giám đốc ngô vội vàng nhìn về phía diệp thu ánh mắt tràn đầy cầu khẩn ồ sao cho tôi quyết định sao diệp thu ngoảnh đầu nhìn hai người đó khóe miệng khẽ nhách lên một nụ cười nhìn ngẫm diệp thu à không diệp tiên sinh trước đây tôi là có mắt mà không nhìn thấy núi thái sơn mạo phạm đến ngài mong ngài bỏ qua cho tôi lần này đi lý soái vội vàng quay sang cầu xin diệp thu tha thứ diệp tiên sinh chỉ cần cậu giúp chúng tôi nói giúp với triệu đồng để cô ấy đừng nói chuyện hôm nay cho lâm tổng từ nay về sau ở công ty hai chúng tôi sẽ nghe theo lời ngài sai đâu làm đấy ngài cho hai chúng tôi làm gì hai chúng tôi sẽ làm cái đó giám đốc ngô cũng vội vàng nói lời này có thật không diệp thu cười lạnh hỏi thật hai người nhanh chóng gật đầu thấy vậy diệp thu híp híp mắt dựa vào tình hình trước mắt của tập đoàn lâm thị muốn giúp Lâm Thanh Nhã chia sẻ áp lực. Có hai loại cách. Loại thứ nhất, đơn giản dứt khoát, đó là thủ hạ của mình ra trận, trực tiếp làm cho Lâm Vĩ và các vây cánh bốc hơi. Như vậy thì tập đoàn Lâm thị sẽ hoàn toàn do Lâm Thanh Nhã sở hữu. Nhưng mà, cách này quá bạo lực, sẽ làm kinh sợ đến Lâm Thanh Nhã, hơn nữa cũng sẽ có nguy cơ bại lộ thân phận. So sánh với dưới, cách thứ hai, tương đối mà nói thì khá là ổn hơn đó chính là trước tiên mình phải đứng vững gót chân ở tập đoàn lâm thị từng bước thu phục lôi kéo đảng phái theo phe mình tạo thành cán cân với lâm vĩ cũng từng bước đuổi bọn họ ra khỏi công ty cách này là bình thường nhất cũng dễ dàng khiến cho lâm thanh nha chấp nhận nhất nghĩ tới đây diệp thu nhìn lý soái và giám đốc ngô thản nhiên nói muốn để tôi nói giúp cho các anh cũng được sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tôi ngoài ra chuyện hôm nay tôi không hy vọng có ai khác ở công ty biết chuyện hiểu chưa hiểu rồi hiểu rồi hai người vội vàng gật đầu tốt lắm diệp thu lạnh lùng cười một cái sau đó anh nhìn sang triệu mỹ tuyết mỉm cười nói triệu nữ sĩ hai người này cứ giữ lại trước đã tôi còn cần dùng nghe theo anh triệu mỹ tuyết mỉm cười gật đầu thấy thế lý soái và giám đốc ngô lập tức thở phào một hơi như được đại xá nhanh chóng nói cảm ơn với diệp thu cảm ơn diệp tiên sinh sau này ở công ty cậu có yêu cầu gì xin diệp tiên sinh cứ việc phân phó ừ diệp thu gật đầu sau đó không để ý đến hai người họ nữa quay đầu nhìn sang triệu mỹ tuyết mỉm cười hỏi không phải là cô muốn mời tôi ăn đại tiệc sao đi thôi diệp tiên sinh mời đi theo tôi triệu mỹ tuyết mỉm cười sau đó dắt tiểu nam nam đi trước dẫn đường còn diệp thu thì đỡ hà tình tình đi theo ở đằng sau cùng đi ra khỏi phòng bao bởi vì hà tình tình đã uống say diệp thu đưa cô về nhà trước sau đó lại quay lại nhà hàng ra thế mà lúc này triệu mỹ tuyết đã sắp xếp xong hết mọi thứ thân là chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa thiên tuyết với thân phận và địa vị của triệu mỹ tuyết phòng bao mà cô đặt tất nhiên là căn phòng sang trọng nhất nhà hàng ra thế rồi thiết kế vàng son lộng lấy kia quả thực là cứ như hoàng cung vậy bởi vậy có thể thấy mức độ coi trọng của triệu Mỹ tuyết đối với Diệp Thu. Trên bàn cơm, có nhóc con nam nam đáng yêu ở đó. Bầu không khí tương đối hòa hợp và ấm áp. Diệp Thu cũng không câu nệ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sau khi rượu ngon cơm no xong, triệu Mỹ tuyết nhìn Diệp Thu hỏi, không biết Diệp tiên sinh có hài lòng với đồ ăn ở đây không? Ừ, rất ngon. Diệp Thu mỉm cười gật đầu. Chỉ cần Diệp tiên sinh thích là tốt rồi. Triệu Mỹ Tuyết phình miệng cười, sau đó cô nhìn tiểu nam nam đã ghé vào trong lòng Diệp Thu ngủ, trong mắt tràn ngập dịu dàng, cô dịu dàng nói, xem ra nam nam rất thích anh, người khác nó không cho ôm đâu, càng đừng nói đến việc nhòi vào lòng để ngủ. Tôi cũng rất thích nam nam. Diệp Thu nhẹ nhàng xoa đầu nam nam, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Mỹ Tuyết, nghi hoặc nói, Triệu nữ sĩ, tôi có một vấn đề, không biết có nên hỏi không. Diệp tiên sinh cứ nói đi đừng ngại triệu mỹ tuyết mỉm cười nói nếu mà nam nam đã khao khát tình yêu của ba như vậy tại sao không dẫn con bé đi gặp bố đẻ của nó loại tình cảm máu mù tình thâm này không phải một người giả như tôi có thể thay thế a à? diệp thu nói vẻ mặt anh khó hiểu nhưng mà nghe diệp thu nói vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của triệu mỹ tuyết lập tức phát lạnh cảm xúc đột nhiên trở nên kích động cắn chặt răng lạnh lùng nói người đó không xứng làm ba của con bé Hả? Diệp Thu ngẩn người, đang định hỏi thêm về nguyên do trong đó. Chỉ thấy Triệu Mỹ tuyết khoát tay, đôi mắt đỏ bừng nói, Diệp tiên sinh, anh có thể đừng hỏi nữa được không? Có một số chuyện, tôi thực sự là không muốn nhớ lại. Ừ, tất nhiên là Diệp Thu sẽ không không biết điều như vậy, anh gật đầu, không hỏi nữa. Đi ra khỏi nhà hàng thế ra. Triệu Mỹ Tuyết đã ổn định được cảm xúc, cô nhìn Diệp Thu, vẻ mặt ấy náy nói, Diệp tiên sinh, thực sự xin lỗi anh, vừa nãy tôi hơi không kiềm chế được cảm xúc không sao mỗi người đều có câu chuyện mà bản thân không muốn nhắc đến tôi cũng vậy diệp thu lắc đầu mỉm cười nói anh không biết người đó thật sự là một ác ma tôi không muốn có bất cứ dính dáng gì với anh ta cả nói tới đây trong mắt triệu mỹ tuyết xoẹt qua một tia sợ hãi và chán ghét sau đó cô thở dài một hơi nhìn diệp thu nói thôi bỏ đi đã nói là không nhắc đến nữa không nói chuyện về anh ta nữa diệp tiên sinh hôm nay cũng không còn sớm chỉ bằng để tôi đưa anh về nhà đi được diệp thu gật đầu cũng không có từ chối sau đó hai người liền định đi về phía chỗ đậu xe của triệu mỹ tuyết giọt nhưng ngay lúc này một tiếng sáo bất ngờ vang lên tiếp sau đó một chiếc hammer siêu dài cực kỳ khí phách đỗ trước mặt hai người nhìn chiếc hammer siêu dài ở trước mặt triệu mỹ tuyết đầu tiên là giật mình sau đó thân thể mềm mại không kìm được run lên. Thấy vậy, Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói, triệu nữ sĩ, cô sao vậy? Anh ta tới rồi. Triệu Mỹ tuyết cắn răng, gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng nói. Hả? Diệp Thu ngây ngẩn cả người. Mà đúng lúc này, cửa của chiếc hammer mở ra. Hai thân ảnh từ giữa đi xuống. Dẫn đầu là một chàng trai mặc bộ co màu hàng hiệu màu xanh, diện mạo của chàng trai vẫn được xem là khôi ngô trên người cũng tỏa ra một cỗ khí chất quý tộc mà người bình thường khó có được chỉ có điều vẻ mặt trên mặt anh ta lại tràn đầy u ám nhất là đôi mắt kia giống như đôi mắt rắn vậy âm trầm nham hiểm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái còn sau lưng người đàn ông lại là một lão giả luyện công phu đi cùng mặc dù tóc lão giả đã màu hoa dâm nhưng hai mắt sáng ngời bộ pháp nhẹ nhàng có lực vừa nhìn là biết không hề đơn giản. Sau khi hai người xuống xe, một trước một sau đi tới trước mặt Diệp Thu và Triệu Mỹ Tuyết. Chương 87, miệng anh thối thật đấy. Đầu tiên người đàn ông liếc nhìn Diệp Thu đang ôm nam nam, trong mắt xoẹt qua một thoáng sắc bén lành lạnh, sau đó nhìn về phía Triệu Mỹ Tuyết, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt tươi cười đạo đức giả nói, "Bà xã thân ái, lâu rồi không gặp a." À. Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Mỹ Tuyết nháy mắt lạnh xuống hung hăng chừng mắt nhìn người đàn ông, tiêu thần, mong anh hãy nghiêm túc một chút, chúng ta đã ly hôn rồi. Người đàn ông nhếch miệng cười xấu xa, rất là vô lại nói, cho dù đã ly hôn, cô cũng vẫn là vợ của tôi, mẹ của con gái tôi, cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi quan hệ với tôi. Anh vô sỉ, triệu Mỹ tuyết tức đến nghiến răng. Cảm ơn đã khen, tiêu thần đắc ý cười một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, trực tiếp vươn hai tay ra, lạnh lùng nói, này, đưa con gái tôi cho tôi đây là con gái bảo bối của tôi sao có thể để cho một dân đen hạ đảng ôm được đưa cho anh ta không diệp thu không để ý đến tiêu thần mà quay đầu nhìn về phía triệu mỹ tuyết hỏi ý kiến không đưa triệu mỹ tuyết cắn răng vô cùng kiến quyết nói anh đã nghe thấy chưa cô ấy bảo là không đưa diệp thu nhìn tiêu thần gương mặt không có biểu cảm gì nói sắc mặt tiêu thần trầm xuống anh ta hung hăng chừng mắt nhìn đi ếch thu, nói với vẻ mặt coi thường, thằng kia, anh là cái thá gì? Chuyện nhà tôi, anh cũng dám tham gia cùng hả? Tôi nói với anh một lần cuối, đưa đứa bé cho tôi. Diệp thu thở ơ, thậm chí là hoàn toàn không nhìn tiêu thần. Điều này khiến cho sắc mặt tiêu thần thoáng cái u ám đến cực điểm, trong mắt lóe ra hàn quang, lạnh giọng úy hiếp nói, thằng kia, anh có biết hậu quả khi anh làm như này không? anh có tin là tôi khiến anh không nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai không? Hả? Tiêu thần, anh dám động vào anh ấy thử xem. Triệu Mỹ tuyết hung hăng chừng mắt nhìn tiêu thần một cái, lạnh băng nói. À, tiêu thần liếc nhìn triệu Mỹ tuyết một cái, cười lạnh nói, che chở tiểu bạch kiểm của cô vậy cơ à, tôi thấy anh ta trông cũng bình thường, sao thế, công phu trên giường của anh ta tốt hơn tôi à? Tiêu thần, anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Triệu Mỹ tuyết trợn tròn mắt trừng trừng, cô gái xinh đẹp tức đến run cả người. Tôi nói linh tinh ư. Chúng ta vừa mới ly hôn bao lâu, cô đã lập tức tìm được một tiểu bạch kiểm, triệu Mỹ Tuyết ơi là triệu Mỹ Tuyết, cô đói khát khó nhịn thế cơ à? Cô mong ngóng đàn ông thế sao? Tiêu thần cười lạnh hỏi. Anh khốn kiếp. Triệu Mỹ Tuyết cắn răng, tức giận nói. Cô nói đúng, tôi chính là một thằng khốn, hơn nữa là một thằng khốn vô liêm sỉ nhưng mà cả đời này cô sẽ không thoát khỏi thằng khốn kiếp là tôi đâu tức giận không nào tôi sẽ giống như ma quỷ dây dưa với cô cả đời này tôi sẽ khiến cho một đời này của cô không được yên bình đây chính là cái giá khi mà cô dám ly hôn tôi ha 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 tiêu thần ngửa đầu cực kỳ kiêu ngạo cười lớn anh ta cười lớn dọa tiểu nam nam đang ngủ trong lòng diệp thu lập tức tỉnh lại mẹ ơi tiểu nam nam mở mắt khóc nức nở muốn tìm triệu mỹ tuyết Triệu Mỹ tuyết vội vàng đi qua, trên mặt cũng lập tức tràn đầy nụ cười, giả mù sa mưa nói với tiểu nam nam vừa mở mắt, nào, con gái bảo bối, tới chỗ ba ba nào. Ba ba, tiểu nam nam sững sờ, sau đó chú cái miệng nhỏ nhắn lên, khó chịu nói, chú không phải ba ba của tôi, ba ba tôi là siêu anh hùng, chú giống người xấu. Nói xong, tiểu nam nam quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vươn tay ra, giọng nói non nớt làm nũng nói, ba ba, nam nam muốn ba ba ôm ôm diệp thu bất đắc dĩ cười một cái đành phải đón lấy tiểu nam nam từ trong lòng triệu mỹ tuyết ôm vào trong lòng mình nhìn thấy cảnh này nụ cười trên mặt tiêu thần lập tức cứng đờ trong mắt dày đặc sát ý ánh mắt đó rõ ràng là sắp muốn giết người rồi còn gọi ai là ba ba hả tiêu thần chừng hai mắt nhìn chằm chằm tiểu nam nam hung dữ hỏi tiểu nam nam sợ tới mức vội vàng rụt lại trong lòng diệp thu tiêu thần, anh bất giận cá chém thất với nam nam đi. Triệu Mỹ tuyết trừng mắt nhìn tiêu thần, cười lạnh quát, lẽ nào anh không thấy điều này rất châm chọc sao? Trên đời này làm gì có cô con gái nào không nhận ba mình chứ? Kể từ sau khi tôi sinh hạ nam nam, anh có từng cố gắng thực hiện nghĩa vụ của một người ba hay không? Bây giờ anh lại còn mặt mũi mà nói anh là ba ba của con gái, anh có tư cách gì nói câu đó chứ? À, cô nói đúng, Tiêu thần cười lạnh gật đầu, sau đó sắc mặt nháy mắt trầm xuống, bây giờ tôi bắt đầu hoài nghi rốt của con bé có phải là con gái ruột của tôi hay không rồi đấy. Anh có ý gì? Vẻ mặt của triệu Mỹ tuyết lập tức thay đổi. Cô nói không sai, làm gì có cô con gái nào không nhận ba ba mình. Bây giờ con bé không nhận tôi, điều này nói lên là con bé vốn không phải con gái ruột của tôi, mà là một đứa con hoang, là dã chủng của cô và một dã nam nhân sinh ra. Sắc mặt tiêu thần âm trầm, chừng mắt nhìn Triệu Mỹ Tuyết và Diệp Thu, gương mặt giữ tợn nói. Tiêu thần, anh cầm miệng lại cho tôi. Triệu Mỹ Tuyết hung hăng chừng mắt nhìn tiêu thần, tức giận quát lớn. Lúc trước, cho dù có thế nào thì cô cũng không nghĩ tới việc tiêu thần sẽ nói ra những câu mất hết lương tâm như vậy. Tại sao lại bắt tôi im miệng? Tôi nói chúng rồi đúng không? Triệu Mỹ Tuyết, con đĩ này, cô thế mà dám lém lút hì hục với người đàn ông khác sau lưng tôi, cho tôi đội mũ xanh, còn sinh dã chủng này ra, cô đúng là một con điếm thối không biết xấu hổ. Tiêu thần cười lạnh mắng chửi. Mà mỗi câu mỗi lời của anh ta đều là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với một người phụ nữ, một người mẹ. Vào giờ phút này, triệu Mỹ tuyết thật sự là đau thấu tâm can. Bây giờ cuối cùng cô mới nhìn rõ người đàn ông mà mình từng yêu sâu đậm, kết quả là một người vô liêm sỉ, tấm lòng thì bị ổi. Nghĩ tới đây, hai mắt của gà triệu Mỹ tuyết lập tức đỏ hoe, nước mắt đau thương giống như tuyến lệ bị chặt đứt, không khống chế được mà rơi xuống. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, nam nam sợ. Tiểu nam nam thấy triệu Mỹ tuyết khóc nức nở, nhất thời cũng khóc theo. Tiêu thần hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nam nam, gương mặt nham hiểm quát, mày giả bộ cái gì hả? Tuổi còn nhỏ thế này mà đã biết giả bộ đáng thương, lớn lên nữa thì chắc chắn là giống với mẹ của mày, đồ đê tiện câu dẫn đàn ông. Tiểu dã trùng, trước đó đáng lẽ ông đây phải, bốp, Tiêu Thần còn chưa nói hết câu thì bất ngờ bị một cái tát vang dội đánh gãy. Tiếp sau đó, trên má phải của Tiêu Thần liền hiện ra một vệt dấu tay màu đỏ. Trong lúc nhất thời, không chỉ có Tiêu Thần sững sờ, Triệu Mỹ Tuyết cũng ngây ngẩn cả người. Miệng của anh thật bẩn. Diệp Thu nhìn Tiêu Thần, gương mặt vô cảm nói, còn tay trái của anh vẫn giữ nguyên tư thế sau khi tát xong. Hiển nhiên là cái tát trên mặt Tiêu Thần, chính Diệp Thu là người tát điều này khiến cho sắc mặt của triệu mỹ tuyết nháy mắt biến đổi cô biết chuyện ngày hôm nay chắc chắn là phải náo lớn rồi bởi vì thân phận và bối cảnh của tiêu thần không hề đơn giản a à, tiêu thần ôm lấy má trái sưng đau bỏng rát hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm diệp thu như sắp sửa phun ra lửa anh dám đánh tôi một tiểu bài kiểm được bao nuôi như anh mà dám đánh tôi xin lỗi triệu nữ sĩ và tiểu nam nam đi vẻ mặt diệp thu không chút thay đổi thản nhiên nói. chương 88, Giang Bắc tiêu ra. Xin lỗi cái cục cứt ý, thằng kia, anh có biết tôi là ai không? Cậu lại dám đánh tôi, còn bắt tôi xin lỗi. Tôi thấy anh chán sống rồi. Tiêu thần hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, cực kỳ kiêu ngạo quát. Bốp! Nhưng mà, tiếp sau đó lại là một tiếng bà tai trong trẻo vang lên. Lần này, Diệp Thu trở tay tát vào má trái của tiêu thần, một dấu bàn tay đỏ như máu nhanh chóng xuất hiện trên má trái Tiêu Thần. A, à, Tiêu Thần sắp tức điên lên rồi. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này. Thế mà lại bị người ta bạt tai liên tục, đây quả thực là nỗi nhục lớn, nếu mà truyền ra ngoài, thế thì sau này anh còn lăn lộn ở Giang Châu này thế nào được nữa a. À? Trong lúc nhất thời, trong mắt Tiêu Thần lóe ra một tia sắc bén, dĩ nhiên là động sát tâm với Diệp Thu rồi thằng kia anh có biết không anh đã đắc tội phải người mà đời này anh không nên đắc tội tối nay nếu tôi mà không khiến anh trả giá đắt thì con mẹ nó tôi sẽ không mang họ tiêu tiêu thần cắn răng hung tợn nói suốt lời anh ta lập tức quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng vẫn luôn im lặng đứng ở phía sau cung kính nói ông mạc tôi vẫn phải phiền ông ra tay ông giúp tôi dạy dỗ nghiêm khắc cái thằng cha kia cậu tiêu cậu chắc chắn chứ nếu như lão phu mà ra tay vậy thì cậu ta không chết cũng phải bị thương lão phu ra tay rất nặng không hề hạ thủ lưu tình lão giả tóc trắng vuốt tròm dâu bạc của mình nói với vẻ mặt kiêu ngạo không cần hạ thủ lưu tình anh ta chỉ là một tiểu bạch kiểm được bao nuôi mà thôi đánh chết anh ta là hay nhất ra mạng người bản thiếu ra sẽ chịu trách nhiệm trong mắt tiêu thần lóe ra một tia sắc bén lạnh giọng nói thế thì lão phu sẽ không khách khí nữa lão giả tóc trắng gật đầu sau đó đi tới trước mặt diệp thu ngửa đầu vẻ mặt miệt thị nói chàng trai trẻ cậu đã đánh tiêu thiếu ra thì cậu phải trả giá ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết đi vậy thì có lẽ còn có thể đỡ được một ít đau đớn xác thịt cút diệp thu liếc mắt nhìn lão giả tóc trắng một cái bình thản nói trong giọng điệu của anh không có một tí tình cảm nào sắc mặt của lão giả tóc trắng thoáng trầm xuống híp híp mắt lạnh giọng nói chàng trai trẻ cậu thật là ngạo mạn cậu có biết tôi là ai không? Tôi chính là truyền nhân thứ 98 của quyền pháp diều hâu, Mạc Côn. Hôm nay cậu cả gan nói chuyện với tôi như thế này, lẽ nào cậu không sợ tôi sẽ dùng ưng chảo bẻ gãy cổ cậu sao? Lời tôi nói, từ trước tới giờ không bao giờ nhắc lại đến lần thứ ba, cút. Diệp Thu vô cảm nói. Được lắm, cậu đúng là không biết sống chết, nếu đã thế thì đừng trách lão phu vô tình. Trong mắt Mạc Côn lóe ra một tia sắc bén, sau đó hai tay biến thành hình ưng chảo sao móng vuốt của chim ưng trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu thấy thế diệp thu híp hai mắt lại cúi đầu nhìn tiểu nam nam trong ngực rất là dịu dàng hỏi nam nam ngoan ba ba phải đi đánh với người xấu nam nam để mẹ ôm một lát được không vâng tiêu nam nam nghe lời gật đầu sau đó giơ nắm tay nhỏ lên cổ vũ diệp thu ba ba cố lên diệp thu mỉm cười đưa tiểu nam nam cho triệu mỹ tuyết Diệp tiên sinh, anh nhất định phải cẩn thận đó. Triệu Mỹ Tuyết lo lắng nói. Yên tâm đi. Diệp Thu gật đầu cười, sau đó xoay người nhìn về phía Mạc Côn, đi lên trước hai bước. Nhóc con, cậu hãy nhớ lấy, hôm nay cậu là chết trong tay Mạc Côn tôi, đây cũng là vinh hạnh của cậu. Mạc Côn cuồng ngạo nói. Sứt lời, ông ta vùng ưng chảo sông về phía Diệp Thu. Vẻ mặt Diệp Thu không có tí cảm cúc nào, anh đứng yên tại chỗ, như là ngây ra vậy. Thấy thế, Mạc Côn còn tưởng Diệp Thu đã bị khí thế của mình dọa cho ngây người, khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy coi thường, tay trái chộp tới Yết hầu Diệp Thu. Một chảo này không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn mang theo sức lực mạnh. Người bình thường căn bản khó mà tránh thoát. Nhưng mà, ngay khi tay trái của Mạc Côn sắp chộp vào yết hầu của Diệp Thu, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một độ cong, sau đó thong dong khẽ nghiêng người một chảo này của Mạc Côn nhất thời trượt qua ít hầu của Diệp Thu, bắt vào không khí. Điều này làm cho Mạc Côn sửng sốt, sắc mặt ông ta trầm xuống, tay trái cũng nhanh chóng chộp về phía cổ Diệp Thu. Nhưng kết quả vẫn thế, vẫn bị Diệp Thu nghiêng người tránh được. Ngoài ra lúc Diệp Thu né, rõ ràng là rất nhẹ nhàng, không hề hoảng tí nào. Lão Phu không tin lại có quái như vậy. Sắc mặt Mạc Côn biến đổi, ông ta cắn răng, hai chảo cùng vươn ra, điên cuồng xông về phía Diệp Thu. Vào giờ phút này, ông ta bày ta hết những cái gọi là quyền pháp diều hâu đến cực hạn. Thế nhưng mỗi lần ông ta tấn công, đều bị Diệp Thu nghiêng người thoải mái né được. Thậm chí từ đầu đến cuối, Diệp Thu vẫn đứng yên tại chỗ không hề di chuyển. Anh chỉ hơi nhích người né, đã khiến cho Mạc Côn không chạm vào được. Dần dần, theo những cú công kích liên tục thất bại, thể lực của Mạc Côn cũng đã tới cực hạn, ông ta chỉ có thể ngừng lại, liên tục thở hổn hển hết sức rồi à. Thế tiếp theo là đến lượt tôi. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Sứt lời. Diệp Thu cũng không có dùng chiêu thức hoa lệ lòe lật gì, anh trực tiếp nhấc chân đập vào ngực Mạc Côn. Sắc mặt Mạc Côn đại biến, đang định né tránh. Nhưng tất cả đã không còn kịp. Tốc độ của Diệp Thu thực sự là quá nhanh. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên. Mạc Côn lập tức bị Diệp Thu đá bay ra, nặng nề nện lên chiếc hammer dài, sau đó cái cổ lệch đi, không còn động tính gì nữa. Cũng không biết là chết hay là sống, thấy một màn này, sắc mặt tiêu thần nhoáng cái thay đổi, sợ đến mức suýt tè ra quần. Phải biết rằng, mà côn này, chính là cao thủ mà anh đã tốn số tiền lớn mời tới, thực lực rất mạnh mẽ, được xưng là thiên hạ vô địch thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Ông ta tấn công Diệp Thu nửa ngày, đến nửa cọng tóc của Diệp Thu cũng không động vào được. Diệp Thu chỉ đạp ông ta một cái, ông ta đã mất hết sức chiến đấu. Thực lực chênh lệch quá rồi đấy, nhất thu ít. Tiêu thần không bình tĩnh nổi nữa, ánh mắt anh ta nhìn Diệp Thu đầy hoảng sợ và kiêng rè. Nếu đến bây giờ mà anh ta vẫn nghĩ Diệp Thu là một tiểu bạch kiểm chờ được bao nuôi. Thế thì đúng là đầu óc anh ta có vấn đề. Mà đúng lúc này, Diệp Thu nhìn về phía tiêu thần, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm. Tiêu thần không kìm lòng được run lên, vội vàng lùi về sau hai bước, chừng mắt nhìn Diệp Thu, to mắt sợ ma nói anh muốn làm gì hả? Tôi cảnh cáo anh, tôi là người của nhà họ tiêu ở Giang Bắc, nếu như anh dám động vào tôi thì anh sẽ không xong với nhà nhà tiêu đâu. Ở Giang Châu, ai dám động vào nhà họ tiêu thì chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, Diệp Thu lại không quan tâm tiêu thần, anh bước lên phía trước, túm lấy cổ áo tiêu thần, lạnh lùng nói, xin lỗi. Tôi không xin lỗi, có giỏi thì anh thử động vào tôi thử xem, đến lúc đó xem ai mới là người chết. Tiêu thần hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng, lạnh giọng nói. Bốp! Thế nhưng, đáp lại tiêu thần lại là một cái tát vô cùng vang dội. Hơn nữa sức lực lần này trên tay Diệp Thu cũng tăng lên nhiều. Một cái tát tát cho tiêu thần chảy máu miệng, chương 89, gặp một lần thì đánh một lần. Vào giờ phút này, tiêu thần chỉ cảm thấy đầu mình ong ong như có pháo nổ bên trong vậy. Do đó có thể thấy được cái tát này của Diệp Thu nặng thế nào. Đến nỗi tiêu thần nghĩ, nếu như mình còn phải chịu thêm mấy cái tát nữa thì mình sẽ bị chấn động não mất. Xin lỗi. Diệp Thu lạnh lùng nói. Thằng kia, anh đừng có mà quá đáng, nếu không đến lúc đó không ai cứu được anh đâu. Tiêu thần cắn răng, hung ác nói. Nhưng mà, anh ta vừa nói xong thì. Bốp, bốp, bốp nhất thời ba cái tát còn mạnh hơn lúc trước liên tục rơi vào mặt tiêu thần trong lúc nhất thời nửa một nửa số răng trong miệng tiêu thần bị đánh rất xuống anh ta vừa há miệng miệng liền chảy đầy máu răng cũng rơi xuống đất miễn bàn thảm thế nào xin lỗi diệp thu vẫn lạnh lùng nói ra hai chữ anh tiêu thần đang định mạnh miệng tiếp nhưng lúc này bàn tay của diệp thu đã nâng lên một lần nữa tiêu thần sợ tới mức mặt biến sắc vội vàng nói, đừng. Đừng đánh nữa, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa? Vào giờ phút này, tiêu thần đã bất chấp hết mấy cái như tôn nghiêm mặt mũi gì gì đấy rồi. Anh ta chỉ muốn sống, nếu cứ tiếp tục bị Diệp Thu bạt tai tiếp, anh ta nghĩ tối nay mình sẽ phải vào phòng chăm sóc đặc biệt mất. Giữ được núi thì không sợ không có củi đốt, vì để có thể được sống tiếp. Anh ta chỉ có thể nhận thua, thấy vậy ung hu. Diệp Thu sách tiêu thần lên từ dưới mặt đất, cứ như sách một con gà con vậy. Anh xoay người đi tới trước mặt triệu Mỹ Tuyết và tiểu Nam Nam, hung hăng quăng xuống đất. Lúc đầu tiêu thần còn muốn dẫy ruộ để đứng lên, thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Diệp Thu. Quỳ xuống, xin lỗi. Nghe thấy lời này, tiêu thần không nhịn được run lên, đành phải quỳ trước mặt triệu Mỹ Tuyết và tiểu Nam Nam, nói với vẻ mặt không cam lòng, xin lỗi, tôi không nên sỉ nhục mọi người, là tôi miệng tiện, tôi xin lỗi hai người nhìn cảnh này. Triệu Mỹ tuyết ngây ngẩn cả người. Cô có nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày tiêu thần sẽ quỳ trước mặt mình nói xin lỗi. Cho dù là thật lòng hay bị ép, cô chưa bao giờ nghĩ tới hình ảnh này, cũng không dám nghĩ. Cho nên giờ phút này cô có hơi không kịp phản ứng. Ngược lại là tiểu nam nam, cô bé qua qua bàn tay nhỏ của mình, khuôn mặt hưng phấn hoan hô nói yê, ba ba thắng rồi, ba ba đánh ngã người xấu rồi, ba ba là siêu anh hùng nghe thấy lời này vẻ mặt của tiêu thần đang quỳ trên mặt đất cực kỳ khó coi hai mắt toàn là hàn quang trong lòng anh ta âm thầm thề chỉ cần lần này có thể trở về bất luận như thế nào mình nhất định phải để nhà họ tiêu ra tay đối phó với diệp thu đến lúc ấy con đĩ triệu mỹ tuyết này và cả tiểu giã trùng tiểu nam nam này một tên cũng không bỏ qua triệu nữ sĩ cô có chấp nhận lời xin lỗi của anh ta không nếu cô không chấp nhận thì cứ để anh ta xin lỗi tiếp xin lỗi đến khi cô chấp nhận thì thôi diệp thu nhìn triệu mỹ tuyết mỉm cười nói không cần triệu mỹ tuyết lắc đầu sau đó cô cúi đầu nhìn về phía tiêu thần giọng điệu lạnh như băng nói tiêu thần anh nghe kỹ đây triệu mỹ tuyết tôi chưa bao giờ có lỗi với anh càng chưa từng làm mấy chuyện dơ bẩn mà anh nói mặc kệ anh có tin hay không từ nay về sau tôi và anh đều không còn dính líu gì với nhau nữa còn nam nam là con gái của một mình tôi không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn anh nữa. Tôi, sắc mặt Tiêu Thần thay đổi rồi lại thay đổi, sau đó anh ta ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía Diệp Thu. Anh ta cũng muốn đi rồi. Nhưng Diệp Thu chưa nói gì, anh ta không dám đi. Nhớ lấy, sau này đừng có xuất hiện trước mặt Triệu nữ sĩ nữa, càng đừng tới quấy rầy Triệu nữ sĩ, nếu không, tôi gặp anh một lần, tôi đánh anh một lần, đánh cho đến chết thì thôi. Tôi không nói đùa với anh đâu." Diệp Thu vô cảm nói. Giọng điệu lạnh như băng đó lập tức làm cho không khí xung quanh trở nên rét lạnh hơn rất nhiều. Điều này làm cho Tiêu Thần không nhịn được run lên. "Hiểu, hiểu rồi." Tiêu Thần sợ tới mức vội vàng gật đầu. "Còn không cút mau." Diệp Thu lạnh lùng nói. Nghe thấy anh nói vậy, Tiêu Thần như được đại xá, không dám tiếp tục do so dự nữa, vội vàng đứng dậy chạy tới chiếc Hammer siêu dài đỡ mặc côn bị diệp thu đá ngất xỉu trước đó vào trong xe sau đó nhanh chóng bỏ chạy nhìn chiếc hammer siêu dài đi xa triệu mỹ tuyết nhíu mày hơi lo lắng nói anh ta chắc chắn sẽ quay lại trả thù anh tôi hiểu anh ta thế thì cứ để anh ta quay lại đi tôi nói rồi gặp anh ta một lần sẽ đánh anh một lần đánh cho đến chết thì thôi diệp thu bình thản nói giọng điệu đó như thể là đang nói một chuyện rất bình thường vậy nhưng lại rất kiên định diệp tiên sinh anh có điều không biết thế lực của nhà họ tiêu ở giang châu rất lớn bọn họ không chỉ nắm tài lực khổng lồ trong tay ba giới chính thương quân sao chính trị thương nhân quân đội đều có người của gia tộc bọn họ hai giới hắc bạch đều ăn người bình thường khó mà chống lại mà hôm nay anh đã vì tôi coi như đã hoàn toàn đắc tội nhà họ tiêu rồi tôi thật sự xin lỗi anh triệu mỹ tuyết nhìn diệp thu vẻ mặt áy náy nói không sao đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi không cần phải lo lắng như vậy." Diệp Thu khoát tay, tùy tiện nói. "Với thân phận của anh, đừng nói là một gia tộc nhỏ ở cái thành phố Giang Châu. Cho dù là những gia tộc giàu có hàng đầu trên thế giới cũng phải cúi đầu xưng thần trước mặt anh." Tất nhiên, những điều này tất nhiên là anh sẽ không nói với Triệu Mỹ Tuyết. "Diệp tiên sinh, hay là thế này đi, tôi cho anh một khoản tiền, anh cầm số tiền này đi nơi khác, hoặc là ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió trước." đợi trận này qua đi thì anh trở về tôi sợ nhà họ tiêu sẽ gây bất lợi cho anh nếu anh có xảy ra chuyện gì bất chắc tôi sẽ cắn rứt lương tâm triệu mỹ tuyết nhìn diệp thu lo lắng đề nghị triệu nữ sĩ lo lắng quá rồi tôi không sao cô cứ yên tâm chăm sóc tiểu nam nam là được cô không cần lo chỗ tôi cho dù người của nhà họ tiêu tới tìm tôi tôi cũng có cách đối phó diệp thu khoát tay mỉm cười nói anh có cách đối phó thật sao Triệu Mỹ Tuyết nửa tin nửa ngờ hỏi, "Tất nhiên." Diệp Thu gật đầu, sau đó mỉm cười nói, "Được rồi, Triệu nữ sĩ, cô đừng nghĩ nhiều nữa, đưa tôi về nhà trước đi." "Được." Triệu Mỹ Tuyết gật đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời giữ chuyện này trong lòng, tính hôm khác nói tiếp. Khi Diệp Thu trở về nhà, đã gần tới 10 giờ rồi. Anh tưởng Lâm Thanh Nhã đã lên giường đi ngủ, nhưng vừa mở cửa ra nhìn một cái, lâm thanh nhã vẫn đang ngồi trên sofa tầng một phòng khách xem tv diệp thu lập tức sửng sốt vội vàng đi lên trước cười hỏi lâm tổng đã muộn thế này rồi sao em còn chưa ngủ a à? không buồn ngủ lâm thanh nhã lắc đầu sau đó nhìn diệp thu hỏi sao anh về muộn vậy có đứa bạn mời đi ăn cơm cho nên nói chuyện hơi lâu diệp thu giải thích ừ lâm thanh nhã gật đầu như nghĩ tới cái gì đấy do so dự một lát cô nhìn Diệp Thu rồi hỏi, phải rồi, sáng mai anh có thời gian không? Ngày mai là thứ bảy, tất nhiên là có A. Diệp Thu gật đầu, mỉm cười hỏi, Lâm Tổng có gì phân phó? chương 90, đi xem mắt với Lâm Thanh Nhã. Mẹ tôi, vừa nãy gọi điện cho tôi, bảo tôi sáng mai đi gặp một người đàn ông. Lâm Thanh Nhã do dự một lát, lạnh lùng nói. Gặp một người đàn ông. Diệp Thu lập tức sửng sốt, ngạc nhiên nói, xem mắt. Ừ. Lâm Thanh Nhã gật đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu hết nói nổi rồi, trên đầu đầy vạch đen. Người mẹ vợ này của mình, đúng là không chịu nhàn rỗi a. À. Rõ ràng Lâm Thanh Nhã đã lấy mình rồi, thế mà còn muốn sắp xếp xem mắt cho cô ấy. Bà ấy phải chướng mắt mình nhiều thế nào a, à, vội thay con rể như vậy à? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Thu không khỏi nhớ lại vẻ mặt ác độc của Triệu Thư Đình ở buổi thọ yến lần trước. Bất quá lần này anh không có ý định chiều theo bà ta nữa. Những việc khác anh có thể nhẫn, có thể nhường. Nói sao thì bà ta cũng là mẹ ruột của Lâm Thanh Nhã. Nhưng trên chuyện hôn nhân, Diệp Thu tuyệt đối không nhường. Không ai có thể bắt anh rời khỏi Lâm Thanh Nhã, đây là giới hạn của anh. Hít sâu một hơi, Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã, đang định nói là mình cũng muốn đi. Nhưng Lâm Thanh Nhã lại giành nói trước, "Ngày mai anh đi cùng tôi đi." "Hả?" diệp thu ngây ngẩn cả người sau đó gương mặt anh đầy cảm động lâm tổng xem ra em vẫn yêu anh em chuẩn bị đưa anh đi sau đó nói với tên đấy rằng em đã có chồng hơn nữa em còn rất yêu người chồng này đúng không anh nghĩ nhiều rồi lâm thanh nhã tức giận trợn mắt liếc diệp thu một cái lạnh lùng nói chẳng qua là tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian vào chuyện này dẫn anh đi cùng nhanh gọn dứt khoát có thể bớt được nhiều chuyện nhưng điều này cũng cho thấy trong lòng em Tôi còn khá quan trọng a." À. Diệp Thu nhếch miệng cười nói, "Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ngủ sớm đi, ngày mai đi cùng tôi." Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. Sau đó, cô cũng chẳng nói linh tinh với Diệp Thu nữa, tắt tivi, đi thẳng lên tầng 2. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, tươi cười nói, "Ngày mai anh nhất định sẽ không làm em mất mặt, bà xã ngủ ngon." Lâm Thanh Nhã đang đi trên cầu thang thì run lên quay đầu hung hăng chừng mắt liếc diệp thu một cái rồi lại bước nhanh về phòng thấy vậy diệp thu mỉm cười trong mắt lộ vẻ dịu dàng sáng sớm hôm sau sắp xếp xong mọi thứ lâm thanh nhã lái chiếc ferrari từ trong gara ra sau đó đưa diệp thu đi tới địa điểm xem mắt chắc là vì không có hứng thú thậm chí là bài xích lần xem mắt này lâm thanh nhã trang điểm rất tùy ý cô mặc bộ vest màu trắng đồ công sở ngày thường nhưng dù vậy Cô vốn có nhan sắc ở đấy rồi, cho dù không trang điểm, cũng có thể miểu sát những cái gọi là ngôi sao tuyến một trong nước. Cho nên giờ phút này cô vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Mà so sánh thì, rõ ràng Diệp Thu rất là tùy tiện. Bên trên là áo ba lỗ màu trắng, thân dưới là quần cộc hoa, kết hợp với một đôi dép tông. Trang phục này trông cứ như một nông dân đi làm thuê vậy. Lâm Thanh nhã lái xe, liếc nhìn Diệp Thu một cái, đôi mi thanh tú nhíu lại, Giọng nói lạnh như băng hỏi, sao anh lại ăn mặc tùy tiện thế này? Cũng đâu phải là đi dự tiệc, mặc đẹp làm gì, anh mặc thế này đã là nể mặt mẹ chúng ta lắm rồi đấy, nếu không anh đã định Trần Chuồng mà đi rồi, để cho tên đàn ông kia tự ti xấu hổ tự sát." Diệp Thu nhếch miệng cười nói, "Anh Trần Chuồng thì liên quan gì với người ta? Tại sao người ta phải tự ti xấu hổ?" Lâm Thanh trợn mắt nhìn Diệp Thu một cái, khó hiểu hỏi. Bởi vì nếu anh mà mặc trần chuồng, thì chắc chắn anh ta đã có thể nhìn thấy chỗ mạnh của anh rồi. Diệp Thu cười xấu xa, vẻ mặt hài hước nói. Chỗ mạnh của anh, Lâm Thanh nhã ngây ngẩn cả người, sau đó cô vô thức nhìn xuống nửa người dưới của Diệp Thu, gương mặt nhỏ lập tức đỏ lên, nổi giận nói phi, hạ lưu, vô sỉ. Hả? Lâm Tổng, cái này là em không đúng rồi, sao em có thể mắng người chứ? Diệp Thu nhún vai, vẻ mặt vô tội nói bởi vì anh thế mà lại nói chỗ đó của anh là chỗ mạnh lâm thanh nhã cắn răng khuôn mặt đỏ lên thật sự là khó mà mở miệng đúng là chỗ mạnh thật mà người đàn ông khác mà thấy đều sẽ tự ti diệp thu gật đầu nói với vẻ nghiêm túc kít lâm thanh nhã phanh gấp một cái chiếc xe lập tức ngừng lại cô hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu nổi giận nói lưu manh anh xuống xe cho tôi vì sao a à? Anh chỉ nói là cơ bụng của anh khá nở nang, là chỗ mạnh của anh, sao em lại nổi nóng chứ?" Diệp Thu khó hiểu nhìn Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt rất là vô tội. "Cơ bụng? Từ nãy tới giờ anh nói là cơ bụng hả?" Lâm Thanh Nhã sừng sốt. "Đúng a, à, nếu không thì em nghĩ tôi đang nói cái gì chứ?" Diệp Thu gật đầu, nghi hoặc nói. "Tôi?" Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã lập tức đỏ lên, nhất thời cô rất xấu hổ. "Trời ơi," mình đang nghĩ cái gì vậy rõ ràng cái mà diệp thu người ta nói là cơ bụng nhưng mình lại nghĩ thành bộ vị gian ác kia chẳng nhẽ suy nghĩ của mình không thuần khiết thế à nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ của lâm thanh đỏ như là sắp nhỏ ra máu vì không để diệp thu nhìn ra suy nghĩ thật trong lòng mình lâm thanh nhã vội vàng ho khan hai cái che giấu lúng túng nói cái kia tất nhiên là tôi cũng nghĩ anh đang nói cơ bụng à thật ư thế tại sao lâm tổng lại mắng tôi lưu mạnh còn đuổi tôi xuống xe nữa chứ diệp thu khẽ nhếch khóe miệng vẻ mặt suy nghĩ hỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã lập tức đỏ lên sau đó cô vội vàng trợn mắt nhìn diệp thu lạnh lùng nói nhìn anh chướng mắt được chưa anh còn muốn ngồi xe nữa không nếu muốn ngồi thì đừng hỏi nhiều nữa không ngồi thì xuống đi bộ cho tôi chẳng phải cơ bụng của anh rất nở sao hắc hắc đừng 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 anh ngồi Lâm Tổng ngài lái xe đi. Diệp Thu vội vàng khoát tay, chịu thua nói. Hừ. Lâm Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức khởi động xe, mắt nhìn phía trước, cũng không nhìn Diệp Thu nữa. Nhưng mà, nhìn ngoài mặt thì Lâm Thanh Nhã đang nghiêm túc lái xe, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng. Nhưng thực ra trong lòng cô đang hoảng hốt, bởi vì cô cũng sợ Diệp Thu biết suy nghĩ thật mà mình vừa nghĩ lúc nãy thế thì hình tượng cao lãnh của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Nhìn Lâm Thanh Nhã đang giả bộ nghiêm túc, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, thầm nói, dáng vẻ người phụ nữ này nói xạo đúng là thú vị a. À? Hiển nhiên, Lâm Thanh Nhã lại một lần nữa bị Diệp Thu không phúc hậu đào hố rồi. Không bao lâu, Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu đã tới địa điểm xem mắt. Quán cà phê Mento là quán cà phê xa hoa nổi tiếng Giang Bắc, Cà phê ở đây tất nhiên là cũng rất đắt. Động một tí là cả trăm, thậm chí mấy trăm tệ một gốc. Cho nên người có thể tới đây uống cà phê, cơ bản thì đều là người giàu có. Tầng lớp có tiền lương bình thường, sẽ không bỏ ra mấy trăm tệ để đến đây uống một gốc cà phê. Chiếc Ferrari màu đỏ dừng trước cửa quán cà phê. Lâm Thanh Nhã dẫn Diệp Thu đi thẳng vào trong quán cà phê. Nhưng mà, ngay khi hai người chuẩn bị đi vào, Lâm Thanh Nhã bất chợt dừng bước audio điện tử võ tấn bền chương 91 gọi tôi là bà xã. Sao thế Lâm tổng?" Diệp Thu nghi hoặc nói. "Phù." Lâm Thanh nhã hít sâu một hơi, sau đó nhìn Diệp Thu, dặn dò, "Lát nữa sau khi đi vào, không được gọi tôi là Lâm tổng, gọi tôi là bà xã." "Hả?" Diệp Thu ngây ngẩn cả người, trong lòng lập tức vui đến nở hoa. Hạnh phúc này tới quá bất ngờ rồi đi nhưng ngoài mặt anh vẫn làm ra vẻ mặt khó xử như vậy có được không có không phù hợp lắm không bất ngờ lập tức sửa miệng có thể anh sẽ không quen lắm thế sau này anh gọi tôi là lâm tổng cả đời đi gương mặt nhỏ của lâm thanh nhã trầm xuống lạnh như băng nói đừng mà bã xã anh đã chuẩn bị xong rồi bà xã em đừng tức giận bà xã diệp thu vội vàng khoát tay gọi một cái là trôi chảy không có tí không thuận miệng nào Lâm Thanh Nhã tức giận trợn mắt với Diệp Thu một cái, sau đó lạnh lùng nói, lát nữa đi vào, cố gắng thể hiện thân mật với tôi một chút, cái gì không nên nói thì đừng nói, hiểu chưa? Hiểu rồi, bà xã em yên tâm đi, anh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của bà xã. Diệp Thu vội gật đầu, vội ngực bảo đảm. Thấy thế, Lâm Thanh Nhã thở dài một hơi, lúc này mới dẫn Diệp Thu đi vào trong quán cà phê. Là quán cà phê xa hoa khá nổi tiếng ở Giang Bắc, thậm chí là cả thành phố Giang Châu. Thiết kế bên trong mento, tất nhiên là đồ sộ rồi. Không khí cực kỳ tao nhã. Khách hàng ai cũng mặc co màu dày da, ăn mặc rất cao quý. Còn mặc áo ba lỗ quần đùi hoa như Diệp Thu, đúng là hiếm thấy. Cái này rõ ràng không ăn khớp với hoàn cảnh ở đây. Cho nên hai người vừa đi vào quán cà phê. Liền có rất nhiều người quăng ánh mắt coi thường về phía Diệp Thu. Bất quá, diệp thu coi như chẳng có chuyện gì bây giờ trong lòng anh đang rất đắc ý dù sao thì lát nữa anh có thể quang minh chính đại gọi lâm thanh nhã là bã xã cho dù thế nào thì lát nữa anh nhất định phải gọi cho nghiền mới được nếu không đợi đi ra khỏi quán cà phê rồi có trời mới biết lần tới là lúc nào a à. lâm thanh nhã khoác tay diệp thu đi vào trong quán cà phê chỉ chốc lát sau đã nhận ra bóng dáng của mẹ ruột lâm thanh nhã là triệu thư đình đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ còn đối diện triệu thư đình, còn có một nam một nữ đang ngồi. Người nam nhìn có vẻ trên dưới hai ba mươi tuổi, co mồ dài da, còn đeo đồng hồ vàng hàng hiệu, bộ dạng của nhân sĩ thành đạt tiêu chuẩn. Người ngồi ở nơi đó, làm cho người ta có một loại của cảm giác hăng hái, thậm chí còn hơi đắc ý. Người phụ nữ ngồi bên cạnh, lớn tuổi hơn một chút, thoạt nhìn thì sắp xỉ triệu thư đình, như vậy thì chắc là mẹ của người đàn ông. Thấy một màn này, Lâm Thanh nhã nhíu mày, nụ cười trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, sau đó cô đành phải kéo tay Diệp Thu đi tới trước bàn, nói: Mẹ. À, Triệu Thư Đình đáp lại một tiếng, ngẩng đầu tươi cười nhìn về phía Lâm Thanh Nhã. Nhưng mà sau khi bà ta nhìn thấy Diệp Thu bên cạnh Lâm Thanh Nhã, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, sau đó vẻ mặt liền sụp đổ. Sao con lại đưa cậu ta tới đây? Không được sao? Mẹ đâu có nói à? Lâm Thanh Nhã cố ý giả bộ hồ đồ nói điều này làm cho triệu thư đình rất là bất đắc dĩ chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu lạnh giọng nói diệp thu ai cho cậu tới đây chẳng nhẽ cậu không biết cuộc gặp mặt hôm nay rất quan trọng với tiểu nhã sao chỉ là xem mắt thôi mà mẹ mẹ yên tâm cho dù người này không được tiểu nhã vẫn còn người chồng là con đây diệp thu nhếch miệng cười nói cậu câm miệng cho tôi triệu thư đình hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu sau đó bà ta vội vàng nhìn về phía mẹ con đối diện, vẻ mặt ấy náy nói, hiểu đông, chị Lưu, thật là ngại quá, tôi cũng không ngờ tên phế vật này sẽ tới, mong hãy thứ lỗi. Không sao, cô Triệu, dù sao thì sớm muộn cũng phải gặp, hôm nay gặp thì cũng thế, cũng có thể để anh ta sớm chết tâm. Điền hiểu đông khoát tay, mỉm cười nói, phải đấy, chúng tôi không ngại. Gặp mặt sớm một tí thì cũng sớm một tí để cho cậu ta nhận ra chênh lệch giữa cậu ta và hiểu đông nhà chúng tôi lưu quyên tự tin nói thế thì tốt thế thì tốt lúc này triệu thư đình mới yên tâm sau đó bà ta quay đầu hung hăng trừng mắt với diệp thu lạnh giọng nói nếu hôm nay cậu đã đến rồi vậy thì tôi cũng nói rõ vào lời thế này luôn cậu và con gái tôi không hợp môn không đang hộ không đối hơn nữa cậu cũng không xứng với con gái tôi ngày mai hai người đi ly hôn đi sau này hiểu đông sẽ thành con rể của tôi mẹ mẹ đang nói linh tinh gì vậy Lâm Thanh Nhã nhíu mày, bất mãn nói. Con gái à, lần này con phải nghe mẹ, Diệp Thu là cái thá gì chứ? Cậu ta chỉ là một con cóc mà thôi, muốn bằng cấp không có bằng cấp, còn không làm nên trò chống gì, cậu ta không xứng với con. Triệu Thư Đình chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. Nói xong, bà ta quay đầu nhìn về phía Điền Hiểu Đông, vẻ mặt lập tức thay đổi, nói với vẻ hài lòng, lại nhìn Hiểu Đông, con trai của dì lưu con đi, tiến sĩ từ nước ngoài về, năm nay mới 29 tuổi mà đã có công ty riêng, lợi nhuận mỗi năm lên tới ngàn vạn tệ, chỉ có tinh anh như này mới xứng với con. Sau này cũng có thể giúp đỡ cho con, con mau đi chào hỏi hiểu đông người ta đi. Đừng, gì chịu, loại chuyện như chào hỏi này phải là nam sĩ làm trước. Điền hiểu đong khoát tay, nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rất là thân sĩ vươn tay phải ra với lâm thanh nhã, mỉm cười nói, lâm tiểu thư, rất vui được biết cô, hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống vui vẻ tôi không quen bắt tay với người khác phái lâm thanh liếc điền hiểu đông một cái lạnh như băng nói nụ cười trên mặt điền hiểu đông lập tức cứng đờ tiểu nhã con đang nói linh tinh gì vậy sao có thể không lễ phép như vậy hả triệu thư đình trừng mắt nhìn lâm thanh nhã không vui nói không sao đâu gì lần đầu gặp mặt chắc là thanh nhã ngại điền hiểu đông nhanh chóng khoát tay hòa giải nói sau đó, anh ta rời ánh mắt về phía Diệp Thu. Trong mắt anh ta, sở dĩ Lâm Thanh Nhã kháng cự mình chính là vì có sự tồn tại của Diệp Thu. Vì thế anh dự định làm nhục Diệp Thu một trận, khiến cho Diệp Thu tự ti xấu hổ phải chủ động rời đi. Như vậy, anh ta liền có thể thuận lý thành trương ở bên Lâm Thanh Nhã rồi. Nghĩ tới đây, Điền Hiểu Đông khẽ nhếch miệng, nhìn Diệp Thu, vẻ mặt hèn mọn nói, Diệp Thu đúng không? Trước khi đến, Tôi đã nghe gì Triệu nói về anh rồi, lúc đầu tôi cũng không tin là trên đời này sẽ còn người kinh khủng như vậy. Nhưng giờ thì tôi tin rồi, thậm chí tôi cảm thấy những điều mà dì Triệu nói trước đó còn hơi tô đẹp cho anh, anh còn tệ hơn cả trong lời dì Triệu nói. Tôi thấy, anh chính là một tên nhà quê, anh nghĩ anh xứng làm chồng của Lâm Thanh Nhã sao? Nghe thấy lời này, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, sắc mặt bình thản hỏi ngược lại, nói như vậy, anh cảm thấy anh xứng à? Ha ha. Điều hiểu Đông kinh thường cười một cái, nhìn vào Diệp Thu, cực kỳ kiêu ngạo nói, tất nhiên rồi. Tôi xứng hơn anh nhiều, anh nói xem có chỗ nào mà tôi không mạnh hơn anh nào. Diệp Thu, anh có cái gì? Muốn tiền không tiền, muốn sự nghiệp không sự nghiệp, xin hỏi anh lấy gì để so với tôi? Dựa vào cái gì mà cạnh tranh với tôi? Hả? Chương 92, cô ấy không thích cà phê. Dựa vào một trái tim chân thành không bao giờ thay đổi. Dựa vào tình yêu vĩnh hằng không bao giờ thay đổi của tôi đối với Lâm Thanh Nhã, được chưa?" Diệp Thu mỉm cười nói. "Diệp Thu, anh?" Lâm Thanh Nhã sững sờ, nhìn Diệp Thu với ánh mắt bất ngờ. Rõ ràng, cô cũng không ngờ Diệp Thu sẽ nói ra những lời như vậy. "Bà xã, cả đời này, trái tim của anh chỉ thuộc về em." Diệp Thu nghiêng đầu nhìn vào mắt Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt dịu dàng nói. Ánh mắt mà anh nhìn Lâm Thanh Nhã tràn đầy yêu thương điều này làm cho gương mặt của Lâm Thanh nhã hơi đỏ, bởi vì trước kia Diệp Thu chưa bao giờ nói với cô lời yêu thương cảm động như vậy. Hôm nay bất ngờ nghe được khiến cho trái tim cô bất giác đập nhanh. đủ rồi, sắc mặt Điền Hiểu đông trầm xuống, chừng mắt với Diệp Thu lạnh giọng nói: Diệp Thu, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, người trưởng thành phải nhận rõ hiện thực. lẽ nào anh còn tưởng mình là học sinh chỉ cần nói chuyện yêu đương trong sân trường thôi hả? À? có tình yêu uống nước cũng no là một câu chuyện cười. Tôi nói cho anh biết, trong thế giới của người trưởng thành, không có tình yêu, chỉ có hiện thực và cuộc sống. Còn giống như anh thế này sẽ chỉ là phế vật nói suông, không thể cho thanh nhã cuộc sống mà cô ấy muốn. Ồ, thế sao? Diệp Thu bĩu môi nhìn điều hiểu đông, vẻ mặt suy nghĩ hỏi, nói như vậy thì anh muốn ở bên lâm thanh nhã, không phải vì yêu cô ấy, chỉ là vì hiện thực và cuộc sống thôi hả? À? Nói cách khác, anh đã nhìn chúng tài sản của nhà họ Lâm. Thế thì anh có khác gì người ở rể như tôi cơ chứ? Anh! Sắc mặt Điền Hiểu Đông thay đổi, sau đó anh ta vội vàng nhìn về phía Lâm Thanh Nhã, giải thích Thanh Nhã, em nghi anh giải thích, anh không có ý đó. Đừng có mà gọi loạn Thanh Nhã Thanh Nhã như thế, đó là bà xã tôi, chúng tôi là người được pháp luật bảo vệ đấy. Diệp Thu trợn trắng mắt liếc Điền Hiểu Đông một cái, tức giận nói. Sau đó, anh trực tiếp nhìn sang lâm thanh nhã gương mặt tình cảm hỏi bà xã anh nói có đúng không ừ lâm thanh nhã gật đầu gương mặt nhỏ lạnh như băng cái này trên mặt điền hiểu đông lập tức tràn đầy xấu hổ nhất thời không biết làm sao chỉ có thể hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía triệu thư đình được rồi triệu thư đình khoát tay mở miệng nói ngồi xuống hết đi chúng ta vừa uống và phê vừa nói chuyện vâng vâng điền hiểu đông vội vàng gật đầu ngồi về chỗ của mình. Còn Lâm Thanh Nhã thì ngồi bên cạnh Triệu Thư Đình. Triệu Thư Đình hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, khó chịu nói, ai cho cậu ngồi hả, đứng cho tôi. Mẹ, nếu mẹ không cho Diệp Thu ngồi, thì con sẽ đi. Lâm Thanh Nhã nói với giọng lạnh như băng. Sau đó cô liền định đứng dậy. Triệu Thư Đình thấy vậy, nhất thời cũng sốt ruột, vội vàng kéo Lâm Thanh Nhã, này này, ngồi ngồi ngồi, mẹ cho cậu ta ngồi là được chứ gì. Nói xong, Triệu Thư Đình hung hắng chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói, Diệp Thu, tôi nể mặt Thanh Nhã, cậu ngồi đi. Cảm ơn bà xã. Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã rồi mỉm cười, sau đó anh liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Nhã. Còn tay anh thì ôm lên chiếc eo mềm mại của Lâm Thanh Nhã. Điều này khiến cho cơ thể mềm mại của Lâm Thanh Nhã khẽ run lên. Nhưng mà cô không cự tuyệt Diệp Thu cô muốn để cho mẹ con nhà họ Điền nhìn xem mình và Diệp Thu ân ái thế nào, để cho Điền Hiểu Đông chết tâm đi. Điều Hiểu Đông ngồi đối diện thấy cảnh này, hai mắt ghen tịn đến phun lửa. Tiên sinh, cà phê của anh đây. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng bốn tách cà phê qua, đặt lên bàn. Mắt Điền Hiểu Đông sáng lên, vội vàng chia bốn cốc cà phê cho bốn người, duy chỉ Diệp Thu là không có. Mẹ, dì triệu, thanh nhã, cà phê ở đây rất ngon, nhân lúc còn nóng mọi người nếm thử đi điền hiểu đông nhìn ba người mỉm cười nói ngay sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía diệp thu khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường vẻ mặt chế nhạo nói diệp thu thật ngại quá tôi chưa có gọi cho anh nhưng mà tôi nghĩ anh chắc không quen uống cà phê đắt thế này đâu nhỉ anh có biết bao nhiêu tiền một cốc cà phê không nếu mà để anh tự đi làm kiếm tiền sợ là một cốc cà phê này phải mất nửa tháng tiền lương của anh cho nên anh không cần uống đâu, lãng phí. Đúng đấy, cà phê đắt thế này, người hạ đẳng không xứng để uống, uống vào cũng chỉ lãng phí mà thôi, một số người sinh ra đã chú định là mệnh chỉ uống nước trắng thôi. Lưu Quyên ở bên cạnh cũng vội vàng chế nhạo theo. Như thế cũng tốt, để cho Diệp Thu không chịu nổi, biết khó mà lui. Nhưng mà, Lâm Thanh nhã lại không nhìn nổi nữa. Cô trực tiếp chuyển cốc cà phê sang chỗ Diệp Thu, nói anh uống của em đi. Điền hiểu đông thấy vậy, sắc mặt nhoáng cái biến đổi, vội vàng nói, đừng thanh nhã, cốc cà phê này là cốc mà anh đã dựa theo khẩu vị của em, gọi riêng cho em, làm sao anh ta có thể uống chứ? Người hạ đẳng như anh ta, chỉ xứng uống nước sôi thôi. Nói xong, Điền hiểu đông hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, khinh thường nói, Diệp Thu, tôi nói đúng đúng không? Phế vật chờ bao nuôi này. Ha ha, uống nước sôi thì là người hạ đẳng sao? khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười trêu tức, NHN Điền Hiểu Đông, rất là khinh thường nói, tôi thật không biết là ai đã cho anh dũng khí, dám tới theo đuổi bà xã tôi, tức cười hơn nữa là đến cả yêu thích của bà xã tôi cũng không biết, từ trước tới nay cô ấy chỉ uống nước sôi, hơn nữa ghét nhất là cà phê, cho nên theo ý của anh, bà xã tôi cũng là người hạ đẳng hả. Nói xong, Diệp Thu vẫy tay với nhân viên phục vụ, nói, hai ly nước trắng, cảm ơn. Nhất thời, tất cả mọi người ở đây bao gồm Lâm Thanh Nhã đều sửng sốt. Còn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã lại càng bất ngờ. Đọc thêm nhiều chuyện ở cộng cộng TRUMTRUIEL. VN cộng cộng. Cô không ngờ. Diệp Thu không chỉ biết mình chỉ uống nước trắng, còn biết mình ghét cà phê nhất. Sao mà anh ấy biết được cái này nhỉ? Lẽ nào là qua quan sát mình hàng ngày ư? Có lẽ, chỉ có người thật lòng quan tâm mình, mới có thể làm được săn sóc tỉ mỉ như vậy đi. Nghĩ tới đây, trong lòng lâm thanh nhã không khỏi ấm áp. Anh, anh nói láo, tôi không có ý đó. Rõ ràng là dì Triệu nói với tôi thanh nhã thích uống cà phê ở tiệm này nhất, cho nên tôi mới đặc biệt sắp xếp địa điểm gặp mặt là ở đây. Điền hiểu đông hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó vội vàng nhìn về phía Triệu Thư Đình, hỏi, dì Triệu, người nói đúng không? Cái này, gương mặt của Triệu Thư Đình biến đổi. Trong lúc nhất thời bà ta cực kỳ xấu hổ. Thực ra là chính bà ta thích uống cà phê ở đây. Bà ta nghĩ Lâm Thanh Nhã chắc cũng thích uống, cho nên mới nói với Điền Hiểu Đông, Lâm Thanh Nhã thích cà phê ở đây, để cậu ra chọn địa điểm gặp mặt là ở chỗ này. Nhưng mà người làm mẹ như bà ta, lại không biết con gái mình ghét nhất là cà phê. Cái này có hơi biến khéo thành vụng. Vì để giảm bớt xấu hổ, Triệu Thư Đình có thể khoát tay nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác cái đó. Hiểu đông à, đừng nói chuyện cà phê nữa, nói về công ty của cháu đi, để tiểu nhã nhà chúng tôi và cả tên phế vật kia nghe cho kỹ, hiện tại cháu thành công như nào. chương 93, công ty chúng ta phá sản rồi. Vừa nghe tới cái này. Điền hiểu đông vốn còn đang xấu hổ lập tức ngồi thẳng người, sửa sang lại cà vạt của mình, rất là kiêu ngạo nói, công ty của tôi, công ty tài chính Đông Huy hiện tại vẫn đang gây dựng ở giai đoạn đầu, hết thảy vẫn đang ở giai đoạn lăn bánh, cho nên tạm thời chưa kiếm được tiền lắm, lợi nhuận hàng năm a miễn miễn cưỡng cưỡng cũng chỉ có trên dưới 10 triệu tệ thôi, không tính là nhiều lắm, sinh hoạt chắc là đủ. Tuy rằng Điền Hiểu Đông nói ra nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng sự đắc ý trong ngữ điệu và khuôn mặt tự tin. Bất kể là ai thì cũng có thể nhìn ra, rõ ràng anh ta đang giả bộ. Nhưng mà, đối với sự ra vẻ này của Điền Hiểu Đông, Triệu Thư Đình lại rất là hài lòng, bà ta nhếch miệng cười nói, ai ya, à, hiểu đông à, một năm lãi 10 triệu tệ là không ít rồi, đứa trẻ này thật khiêm tốn. Chịu đấy, con trai tôi ở điểm này, bản lĩnh thì lớn, nhưng cực kỳ khiêm tốn và giản dị, không giống một số người, một phân tiền không kiếm, ăn cơm mềm còn như chơi mạt trượt, chú định là cả đời này không có tiền đồ rồi. Lưu Quyên kiêu ngạo nói. Nói xong, còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thu, khinh thường. Chị Lưu nói quá đúng. Triệu Thư Đình nhếch miệng cười gật đầu, sau đó bà ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, hỏi con gái, thế nào, điều kiện của Hiểu Đông được chứ? Nghe mẹ khuyên một câu, tìm chồng, thì phải tìm người như Hiểu Đông thì mới giúp được con. Không cần. Lâm Thanh Nhã lắc đầu, giọng điệu lạnh như băng nói. Giọng điệu đó không những lạnh như băng mà còn cực kỳ quyết tuyệt. Làm cho sắc mặt của Triệu Thư Đình và mẹ con nhà họ Điền đều thay đổi. Khủ khủ. Điền hiểu đông ho khan hai tiếng, giảm bớt xấu hổ, sau đó nhìn lâm thanh nhã với vẻ mặt tươi cười thân sĩ như cũ nói. Trước đây nghe nói thanh nhã tuổi trẻ đã chấp trưởng tập đoàn lâm thị, là kỳ tài buôn bán hiếm có, tôi nghĩ tôi cũng không kém, cho nên hai chúng ta có thời gian có thể nói chuyện, như vậy cũng giúp đỡ được lẫn nhau. Không cần đâu, tôi không có thời gian. Lâm thanh nhã lạnh lùng nói. Nụ cười trên mặt điền hiểu đông lập tức cứng đờ. Tiểu nhã, sao con có thể nói chuyện với hiểu đông như vậy? chẳng nhẽ chỉ vì tên phế vật Diệp Thu sao? Cậu ta có gì tốt chứ? Cậu ta có gì có thể so sánh được với Hiểu Đông A? Triệu Thư Đình chừng mắt liếc Lâm Thanh Nhã một cái, rất là bất mãn nói. Đúng đấy, con trai tôi ưu tú như thế này, mạnh hơn tên phế vật kia một vạn lần, tiểu nhã, cháu nhất định phải suy nghĩ kỹ A. Lưu Quyên cũng nói theo. Không cần đâu, người cháu đã gặp rồi, nếu không còn chuyện gì khác, chúng cháu đi trước đây. Lâm Thanh Nhã lắc đầu, lạnh lùng nói. Sau đó cô liền đứng dậy dẫn Diệp Thu rời đi. Đợi đã, Triệu Thu Đình lập tức nóng nảy rồi. Làm sao mà bà ta có thể trơ mắt nhìn con rùa vàng trượt mất khỏi mặt mình chứ? Phía Lâm Thanh Nhã, bà ta không nói được. Vì thế bà ta chĩa mũi nhọn vào Diệp Thu, lạnh giọng nói: Diệp Thu, tự cậu sờ vào lương tâm nói xem, cậu có thể so sánh với hiểu đông người ta không? Vì sao không thể so sánh? anh ta chẳng qua chỉ nhiều hơn con một cái công ty thôi mà con không thấy giữa chúng con có tranh lệch bao nhiêu diệp thu nhún vai thản nhiên nói thế nhưng lời nói của diệp thu lại khiến cho triệu thư đình và mẹ con điền ra châm chọc cười to chỉ nhiều hơn cậu một công ty mà thôi diệp thu ơi là diệp thu cậu đúng là không biết xấu hổ tôi thấy cậu cũng phải mặt dày hơn hiểu đông đấy nhỉ những mặt khác cậu so với hiểu đông nhà họ điền thật sự là kém xa Triệu Thư Đình trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói. Thật là nực cười, công ty của con trai tôi một năm có thể lãi được 10 triệu tệ, cho tự cậu đi kiếm, tám đời của cậu cộng lại cũng không kiếm được nhiều tiền như thế, thế mà cậu dám nói cậu không kém gì con trai tôi. So với con trai tôi, thì cậu chính là một con dế nhũi dưới đất. Lưu Quyên bĩu môi, khinh thường nói. Diệp Thu, anh nói được ra những lời ngu xuẩn như vậy, thực ra tôi cũng có thể hiểu, dù sao thì anh đã được định trước là cả đời không có tiền đồ, còn tôi tuổi còn trẻ đã thành lập được công ty của riêng mình, tuy rằng vừa với khởi bước, đã thu về được lợi nhuận hàng triệu tệ, đây là cái mà anh mãi mãi không đạt được, cho nên bây giờ chắc chắn là anh rất ghen tị với tôi phải không? Điền hiểu đông nhìn Diệp Thu, vẻ mặt đắc ý hỏi. Ghen tị với anh cái gì? Ghen tị anh có một công ty lập tức phá sản sao? Diệp Thu liếc hiểu đông một cái, thản nhiên hỏi. Phá sản, Điền hiểu đông ngẩn ra một lát, rồi lập tức cười to, ha ha ha, gì triệu, mọi người đều nghe thấy đúng không? Diệp Thu nói công ty của con sẽ phá sản. Triệu Thư Đình và Lưu Quyên đều coi thường mà cười một cái. Trong mắt bọn họ, chắc chắn là Diệp Thu ghen tị đến đỏ mắt nên mới nói như vậy. Điền hiểu đông cười to một trận xong, anh ta nhìn Diệp Thu, vẻ mặt trào phúng nói, Diệp Thu, tôi thấy anh điên rồi, anh nói công ty của tôi sẽ phá sản, anh có biết triển vọng của công ty tôi tốt thế nào không? Anh có biết bây giờ có bao nhiêu công ty đầu tư mạo hiểm coi trọng tôi không? Bọn họ lập tức sẽ tiến hành đầu tư vào công ty của tôi, không bao lâu nữa, lợi nhuận hàng năm của công ty rồi có thể phá tỷ, qua 10 tỷ, sau đó thuận lợi đưa ra thị trường, còn tôi đến lúc đó sẽ trở thành tỷ phút chân chính. Anh thì sao? Vẫn chỉ là một phế vật được bao nuôi mà sống thôi, anh nói đi anh lấy cái gì để so với tôi? chỉ dựa vào cái miệng của anh à. Đúng là cực kỳ nực cười. Diệp Thu lắc đầu cười, anh không nói chuyện mà tiện tay rút điện thoại ra, gửi cho đàn em Âu Dương Hạo một tin nhắn. Nhưng mà, Điền Hiểu Đông thấy Diệp Thu không nói chuyện nữa, còn tưởng Diệp Thu bị mình đả kích cho tự ti rồi, nhất thời càng thêm kiêu ngạo đắc ý, Diệp Thu, anh nói chuyện đi, sao lại không nói nữa hả? Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ chẳng phải anh nói công ty của tôi sẽ phá sản sao đến đi có bản lĩnh thì anh để tôi phá sản xem tôi còn muốn xem xem anh có bản lĩnh gì đấy ha ha nếu mà cậu có cái bản lĩnh kia cậu còn tới nhà họ lâm chúng tôi làm con rể ở rể sao triệu thư đình lạnh lùng cười một cái vẻ mặt khinh thường nói đúng thế một tên phế vật ăn cơm mềm cũng dám ăn nói ngạo mạn còn nói công ty của con trai tôi sẽ phá sản đúng là nực cười Công ty của con trai tôi chỉ có càng ngày càng tốt lên thôi, mãi mãi sẽ không sập tiệm. Lưu Quyên cũng coi thường như vậy. Nhưng mà, đúng lúc này, điện thoại của Điền Hiểu Đông bất ngờ reo lên. Anh ta rút điện thoại ra xem, là thư ký của mình gọi tới. Thấy vậy, khóe miệng Điền Hiểu Đông khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý, lập tức giơ điện thoại lên trước mặt mọi người, nói, "Nhìn đi, thư ký của tôi gọi điện thoại cho tôi." Chắc chắn là lại có công ty đầu tư mạo hiểm muốn đầu tư cho tôi rồi, nghe kỹ nha." Nói xong, Điền Hiểu Đông trực tiếp bắt máy, hơn nữa còn bật loa ngoài lên. "Tiểu Tôn à, có phải là lại có ông chủ của công ty mạo hiểm tìm tôi, muốn đầu tư vào tôi phải không?" Nói với bọn họ, tiền đầu tư thấp hơn 500 ngàn tệ thì không cần làm phiền tôi, sau này công ty chúng ta sẽ niêm yết đấy." Điền Hiểu Đông khẽ nhếch khóe miệng, rất là kiêu ngạo nói. "Điền Biên tổng, không, không phải là có người muốn đầu tư vào chúng ta." Thư ký lắp bắp nói. "Ồ, thế thì có chuyện gì?" Điền Hiểu đông nhíu mày, nghi hoặc nói. "Công, công ty chúng ta phá sản rồi." Thư ký khóc nức nở nói. "Chương 94, đây là báo ứng." Trong lúc nhất thời, bầu không khí dường như bất ngờ ngưng động lại. Ở đây ngoại trừ Diệp Thu, đám người Lâm Thanh Nhã đều sững sờ nụ cười trên mặt điền hiểu đông lập tức cứng lại run rẩy hỏi tiểu tôn cậu cậu vừa nói cái gì cậu nói lại một lần cho tôi nghe đừng đùa với tôi điền tổng tôi không có nói đùa tài khoản của công ty chúng ta đã bị người hách rồi tất cả tiền vốn đều bị chuyển đi mạng của công ty hoàn toàn tê liệt còn cả những chuyện đen tối mà trước kia công ty chúng ta lén giấu khách hàng làm bao gồm chúng ta trốn thuế lậu thuế làm giả sổ sách tất cả đều bị phơi bầy rồi Bây giờ khách hàng đang nhao nhao yêu cầu đền tiền, còn muốn lên toàn kiện chúng ta, còn bên phía đầu tư thì như kiểu đã thương lượng trước rồi vậy, họ đồng loạt ngừng đầu tư. Còn nữa bên phía cục công thương vừa mới gọi điện tới, bọn họ sẽ lập tức tới công ty chúng ta kiểm tra và niêm phong, công ty chúng ta không chống nổi nữa rồi. Thư ký khóc nước nở nói, cái này, cái này không thể nào, điều này là không thể nào, tôi không tin. Sắc mặt điền hiểu đông lập tức cực kỳ khó coi vẻ mặt không thể tin gào thét. Biên tổng, những gì có thể nói tôi đã nói rồi, tin hay không là ở anh, dù sao thì vừa nãy người ở công ty chúng ta đã chạy hết rồi. Tôi khuyên anh cũng mau chạy đi, dù sao anh là pháp nhân công ty lại là ông chủ, một khi những bằng chứng phạm tội của công ty chúng ta làm bị chứng thực, tối thiểu cũng phải phán anh 20 năm A, nhân lúc bây giờ cảnh sát còn chưa tìm anh, anh mau chạy nhanh đi, không nói nữa, tôi chạy trước đây. Nói xong thư ký bên kia cúp máy luôn, chạy trốn. Nghe âm thanh cắt đứt kết nối truyền ra từ trong điện thoại. Điền hiểu đông lập tức ngu ngốc ngay tại chỗ, đầu óc trống giống, như là bị sét đánh chúng vậy, ong ong vang lên. Vào giờ phút này, anh ta đã ngây cả người. Công ty đang tốt đẹp sao đột nhiên lại thành ra như này. Điều hiểu đông càng nghĩ càng không hiểu. Mà vào lúc này, anh ta chợt nhớ ra lời Diệp Thu nói trước đó. Vì thế anh ta vội vàng nhìn về phía Diệp Thu, trừng mắt với diệp thu tức giận nói là anh là anh làm có đúng không anh đã làm cho công ty của tôi phá sản có đúng không Biên tổng anh không thể nói như thế được anh có bằng chứng gì chứng minh là tôi làm thế sao tôi có thể có năng lực lớn như thế được chứ dù sao thì anh là công ty lớn một năm thu vào được triệu tệ a à, tôi chẳng qua chỉ là một người con rể ở rể nhà họ lâm mà thôi diệp thu nhếch miệng cười vẻ mặt nghiền ngẫm nói chính là anh, chắc chắn là anh, nếu không thì tại sao vừa nãy anh lại nói công ty của tôi lập tức sắp phá sản hả? Anh chính là kẻ đầu sỏ đó. Hai mắt điền hiểu đông đỏ bừng chừng mắt nhìn Diệp Thu, vô cùng tuyệt vọng mà hét lên. Sao anh không nghe hiểu tiếng người vậy? Đã nói là không phải tôi rồi, nếu không tin, anh có thể hỏi gì triệu của anh, xem xem rốt cuộc tôi có năng lực đó không? Diệp Thu tựa trên ghế, sắc mặt bình thản nói. Di Triệu, dì chắc chắn người con rể này của dì chỉ là một người con rể đi ở rể bình thường thật chứ điền hiểu đông vội vàng quay đầu nhìn về phía triệu thư đình chừng mắt quát cậu ta tôi tôi không biết ha à. triệu thư đình mờ mịt lắc đầu a à, tôi đã bị bà hải chết rồi điền hiểu đông ngửa mặt lên trời hét to một tiếng trên mặt tràn đầy tuyệt vọng vào giờ phút này anh ta sắp khóc ra rồi được rồi đừng ở đây gào khóc thảm thiết nữa nếu tôi mà là anh Tôi đã chạy nhanh đi rồi, bằng không nếu mà bị bắt, thế thì chính là 20 năm. Diệp Thu trợn trắng mắt liếc Điền Hiểu Đông một cái, cười lạnh nói. "Đúng đúng đúng, chạy trốn, tôi phải mau chóng chạy trốn." Điền Hiểu Đông gật đầu, mặt tái mét, sau đó đến cả mẹ ruột anh ta cũng không để ý, không nói hai lời, cuống cuồng chạy ra ngoài quán cà phê. Nhưng mà, anh ta vừa chạy ra ngoài quán cà phê thì còi cảnh sát bất ngờ vang lên. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở trước mặt Điền Hiểu Đông. Điền Hiểu Đông thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, đang định quay đầu chạy trốn thì bị cảnh sát từ trên xe cảnh sát xông lên đè xuống mặt đất. Mà một màn này, Triệu Thư Đình, Lưu Quyên và cả Lâm Thanh Nhã đang ngồi bên cửa sổ nhìn rõ mồn một, một. Ba người phụ nữ nhất thời sợ ngây người, nửa ngày cũng không nói ra lời nào. Rõ ràng một khắc trước, Điền Hiểu Đông còn là ông chủ công ty hăng hái, một giây sau thoát cái trở thành tù nhân. Loại chuyển biến cực lớn này, cho dù là ai thì trong lúc nhất thời cũng khó mà phản ứng lại được. Cho đến khi cảnh sát đã nhét điền hiểu đông vào xe cảnh sát mang đi. Con của tôi à, chỉ thấy Lưu Quyên tên tâm phía liệt khóc hét lên một tiếng. Sau đó bà ta như nổi điên, đứng dậy xông ra ngoài quán cà phê, ý đồ đuổi theo xe cảnh sát để cứu con mình. Thế nhưng, bà ta vừa mới xông đến cửa quán cà phê. Bởi vì bà ta chạy quá gấp cũng không nhìn rõ dưới chân. Lúc mà xuống bậc thang ở cửa một chân không có dẫm chắc, cả người trực tiếp lao đầu ngã xuống đất. Mà lần này ngã không nhẹ, Lưu Quyên hôn mê ngay tại chỗ. Nhân viên phục vụ quán cà phê nhanh chóng gọi 120 gọi tới xe cứu thương đưa người đi. Cứ như vậy, mẹ con nhà họ Điền vốn còn đang kiêu ngạo ngang ngược. Một người vào cục cảnh sát, trở thành tù phạm, đối mặt với tai ương 20 năm tù. Một người vào bệnh viện, sống chết chưa biết sự xoay chuyển của vận mệnh, thật sự là quá nhanh. Trong lúc nhất thời, Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã đều ngây người. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Triệu Thư Đình, vẻ mặt suy tư hỏi, mẹ, mẹ thấy tranh lệch giữa con và Điền Hiểu Đông, bây giờ còn lớn không? Nếu như mẹ vẫn muốn đưa Lâm Thanh Nhã cho anh ta, thế thì sợ là phải đợi 20 năm sau đấy. Nghe thấy lời này, sắc mặt Triệu Thư Đình nhoáng cái biến đổi, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, cắn răng nói, "Cậu, cậu đợi tôi trở về rồi tôi sẽ tính sổ với cậu sau." Nói xong, Triệu thư Đình trực tiếp đứng dậy, cầm túi, tức giận đi ngoài quán cà phê. Đến lúc này, trên bàn chỉ còn lại hai người Diệp Thu và Lâm Thanh Nhã. "Bà xã, chúng ta về nhà đi." Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã, nháy nháy mắt, mỉm cười hỏi. "Ừ." Lâm Thanh Nhã gật đầu, sau đó hai người cùng nhau đi ra khỏi quán cà phê trên đường về nhà lâm thanh nhã im lặng cả nửa ngày bỗng nhiên quay đầu nhìn diệp thu hỏi chuyện kia rốt cuộc có phải là anh làm không chuyện nào cơ diệp thu nhếch miệng cười hỏi vì sao công ty của điền hiểu đông sẽ phá sản có phải là anh làm không lâm thanh nhã lạnh lùng hỏi không phải a à, anh nào có cái năng lực ấy a à? bà xã anh là người thế nào em còn không rõ sao diệp thu lắc đầu mỉm cười nói nhưng mà vì sao anh có thể biết trước là công ty của anh ta sẽ phá sản chứ lâm thanh nhã nhíu mày nghi ngờ nói anh nói bữa đấy ai biết thằng nhóc kia lại ngấm ngầm làm nhiều chuyện xấu như vậy a à? phỏng chừng là ông trời cũng chướng mắt cho nên đã trừng trị anh ta đấy chắc là báo ứng đi diệp thu nhún vai vẻ mặt vô tội nói thật không phải anh hả lâm thanh nhã vẫn hơi nghi ngờ hỏi chắc chắn không phải là anh bá xã nếu anh mà có thực lực đấy anh còn đi làm con rể ở rể à? Em nói có đúng không? Diệp Thu mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Lâm Thanh Nhã gật đầu như nghĩ tới điều gì đó, cô cũng cảm thấy Diệp Thu nói có lý, cho nên không truy hỏi nữa. Chương 95, đầu của Ngô Siêu. Sau khi trở về Hãn Hải Lam Thành, bởi vì cả ngày hôm qua không tới công ty, một đống việc cần Lâm Thanh Nhã tới công ty xử lý. Cho nên Lâm Thanh Nhã nán lại ở nhà một lúc ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn liền lái xe tới công ty chỉ còn lại một mình diệp thu diệp thu cũng lười nấu cơm anh liền ăn tạm ít đồ cho đỡ chống bụng rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lát nhưng đúng lúc này chuông cửa của biệt thự lạ có người ấn kêu mở cửa ra xem vậy mà là chuyển phát nhanh anh vốn tưởng là đồ mà lâm thanh nhã mua trên mạng nào ngờ nhân viên giao hàng lại hỏi xin hỏi ngài là diệp tiên sinh sao là tôi diệp thu gật đầu đây là gói hàng của ngày mời ký nhận vào đây nói xong nhân viên giao hàng đưa một chiếc hộp giấy cho diệp thu điều này làm cho diệp thu sửng sốt mình đâu có mua gì trên mạng đâu nhỉ mà địa chỉ chỗ này của mình còn có người biết làm sao mà lại có chuyển phát của mình nhỉ liếc nhìn địa chỉ ký hàng lại là một mảnh trắng điều này nhất thời làm cho diệp thu càng hoài nghi anh nhìn nhân viên chuyển phát rồi hỏi gói hàng này từ đâu gửi đến cái này tôi cũng không biết nữa tôi chỉ phụ trách giao hàng nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây nhân viên giao hàng lắc đầu sau đó trực tiếp xoay người rời đi nhìn cái hộp trong tay diệp thu híp híp mắt sau đó quay người trở về phòng nhanh chóng mở gói hàng ra chỉ thấy bên trong gói hàng còn có một hộp gỗ mở tiếp hộp gỗ ra thứ đồ bên trong khiến cho sắc mặt Diệp Thu lập tức lạnh như băng. Đó lại là một đầu người máu chảy đầm đìa. Nếu là người bình thường, nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ sợ tới mức thét chói toi, thậm chí là sợ tè ra quần. Nhưng trước kia Diệp Thu không biết đã gặp bao nhiêu rồi, cho nên mặc dù giờ phút này đột nhiên xảy ra trước mặt anh, mặt anh vẫn như nước, trong lòng không hề gợn sóng. Diệp Thu lại gần, cẩn thận liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt trầm xuống bởi vì chủ nhân của cái đầu người này anh biết không phải ai khác chính là đường chủ của thanh long đường mô siêu thấy vậy diệp thu còn không cần nghĩ nhiều đã có thể đoán ra hung thủ là ai rồi nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là cái gọi là giang nam thất quái mình đã giết lão thất của bọn họ cho nên bọn họ đã giết người tiết lộ tình báo ngô siêu còn gửa đầu người tới cho mình đây được xem là gì Cảnh cáo dành cho mình à? Hay là khiêu khích? Thị huy! Nghĩ tới đây! Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười nhìn ngấm, cười lạnh nói, Giang Nam thất quái đúng không? Có ý tứ, tôi còn chưa kịp đi tìm các người, các người lại tới tìm tôi trước, nếu trận trò chơi này đã bắt đầu, thế thì tôi hy vọng trăm ngàn lần đừng có dừng lại. suốt lời! Diệp Thu rút điện thoại ra, gọi điện cho đàn em Âu Dương Hảo, cha giúp tôi về tổ chức sát thủ Giang Nam thất quái lát nữa gửi thông tin chi tiết cho tôi cúp máy xong diệp thu lập tức mang cái đầu người đi ra ngoài biệt thự cái đồ này phải mau chóng xử lý nếu không trở về lâm thanh nhã mà nhìn thấy thể nào cũng dọa tới cô ấy đại viện lâm gia biệt thự của lâm vĩ giờ phút này lâm vĩ đang ngồi trên sofa ở phòng khách tầng 1 còn trước mặt cậu ta còn có hai đạo thân ảnh đang đứng một người trong đó nếu như diệp thu mà ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra chính là thu khải toàn người mà lúc trước muốn đổ cứt đái lên ngừa diệp thu ở trong lòng vệ sinh lại ngược lại làm cho mình hứng một đầu cứt chân phải của anh ta bởi vì bị diệp thu đánh gãy bây giờ vẫn đang bó thạch cao chống gậy đấy còn bên cạnh anh ta là cậu của thu khải toàn tổng giám bộ phận nhân sự của tập đoàn lâm thị châu dơ thiệu phong lâm thiếu thực sự xin lỗi cậu không có dạy dỗ được tên diệp thu đó nhưng mà đứa cháu ngoại này của tôi đã rất cố gắng rồi, hơn nữa còn bị thương, mong Lâm Thiếu không trách phạt. Châu Thiệu Phong nhìn Lâm Vĩ, ngượng ngùng cười một cái, nói giúp Thu Khải Toàn. Hừ, đúng là đồ phế vật vô dụng, nhiều người vật mà không mà gì được Diệp Thu. Lâm Vĩ hung hăng chừng mắt nhìn Thu Khải Toàn một cái, nói với vẻ cực kỳ bất mãn. Mong Lâm Thiếu thứ lỗi, Diệp Thu kia thực sự là quá mạnh, người của tôi cơ bản không phải đối thủ của anh ta, anh ta đá một cước đã phế đi ba thủ hạ của tôi, thực lực dũng mãnh a. À. Thu Khải Toàn run eo a a n, vội vàng cầu xin tha thứ nói. Túi lắm, Diệp Thu kia rõ ràng là một tên ở rể vô dụng được bao nuôi, nào có khoa trương như anh nói. Rõ ràng là anh và người của anh quá vô dụng, đúng là đồ vô dụng. Lâm Vĩ trợn trắng mắt liếc Thu Khải Toàn một cái, vẻ mặt khinh thường nói. Tôi, trong lòng Thu Khải Toàn rất ủy khuất, đang muốn biện giải tiếp khụ khụ châu thiệu phong vội vàng ho khan hai cáu ý bảo thu khải toàn im miệng tiếp sau đó nhìn lâm vĩ cười cười theo nói lâm thiếu dậy bảo là phải lần này là cháu ngoại tôi không dùng được mà tôi làm cậu cũng có trách nhiệm vẫn mong lâm thiếu trách phạt bỏ đi bỏ đi vốn nghĩ chỉ là một thằng diệp thu mượn tay các người là đủ để trừng trị anh ta bây giờ xem ra vẫn phải để tôi đích thân ra trận lâm vĩ khoát tay khó chịu nói có lâm thiếu đích thân ra dây đối phó với một tên diệp thu chắc chắc là dễ như trở bàn tay lần này diệp thu chết chắc rồi châu thiệu phong vội vàng tâm bốc nói đó là tất nhiên trong mắt bản thiếu gia anh ta chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi vậy mà dám liên tiếp xúc phạm đến uy nghiêm của bản thiếu gia bản thiết nhất định phải để anh ta khóc có nhịp luôn lâm vĩ cười khinh miệt sau đó cậu ta nhìn châu thiệu phong dặn dò bên phía công ty anh nhất định phải nghĩ cách chèn ép diệp thu đừng để cho anh ta sống quá thoải mái hiểu chưa? Hiểu rồi, cậu cứ yên tâm đi. Châu Thiệu Phong gật đầu lia lịa. Thấy vậy, Lâm Vĩ hài lòng cười một cái, sau đó hít mắt nhìn Thu Khải Toàn ở bên cạnh, khó chịu nói anh ra ngoài cho bản thiếu. Vâng, vâng, Thu Khải Toàn không dám lưỡng lự tí nào, vội vàng chống gậy, khập khiếng đi ra ngoài biệt thự. Chẳng bao lâu, trong phòng phách biệt thự chỉ còn lại hai người Lâm Vĩ và Châu Thiệu Phong. Lâm Vĩ ngoắc ngón tay với Châu Thiệu Phong, châu thiệu phong vội vàng khom người đi lên chuyện đó làm thế nào rồi lâm vĩ nhỏ giọng hỏi cũng hòm hòm rồi mọi thứ đã sẵn sàng chỉ thiếu mỗi gió đông châu thiệu phong mỉm cười nói không để cho con mỹ lâm thanh nhã kia phát hiện chứ lâm vĩ híp hai mắt lạnh giọng hỏi tất nhiên là không tôi làm việc ngài yên tâm châu thiệu phong vội vàng lắc đầu vỗ ngực bản đảm nói tốt lắm một khi chuyện này thành công đến lúc đó tôi nhất định sẽ cất nhắc anh làm chấp hành phó tổng của lâm thị lâm vĩ nhếch miệng cười vẻ mặt hài lòng nói cảm ơn lâm thiếu tôi nhất định sẽ làm hết sức mình châu thiệu phong lập tức vui chết đi được khuôn mặt nịnh nọt nói ừ được rồi tôi còn có chút việc anh đi trước đi lâm vĩ khoát tay nói thế lâm thiếu tôi cáo từ đây châu thiệu phong cúi người thật sâu với lâm vĩ một cái sau đó xoay người đi ra ngoài biệt thự. Nhìn theo bóng lưng của Châu Thiệu Phong, trong mắt Lâm Vĩ hiện một tia tàn khốc, cười lạnh nói, "Lâm Thanh Nhã ơi là Lâm Thanh Nhã, lần này tôi nhất định phải khiến cho chị không còn khả năng chờ mình được nữa." Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 96, nhưng dám đánh cược với tôi không? Xử lý xong đầu của Ngô Siêu, Diệp Thu liền quay trở về biệt thự. Nhưng mà lúc này ở cửa biệt thự lại có hai bóng dáng quen thuộc đang đứng. Đi gần lại nhìn, trên mặt Diệp Thu dâng lên biểu cảm quái dị. Bởi vì người đó lại là đồ đệ của Murphy Los Capucci. Lần trước từ biệt ở nhà hàng, Diệp Thu tưởng anh ta đã không còn mặt mũi nào mà tìm đến cửa tiếp nữa. Nhưng giờ xem ra, độ dày của da mặt Capucci đúng là hơi vượt qua người bình thường a. À. Sao anh lại tới đây? Bã xã tôi không có nhà, mời về đi. Diệp Thu đi lên trước nhìn Capucci, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Tôi không tìm lâm nữ sĩ, tôi tìm anh. Sắc mặt Capucci trầm xuống, lạnh giọng nói. Tìm tôi. Diệp Thu ngẩn người, hơi bất ngờ, anh tìm tôi làm gì? Diệp Thu, anh có dám đánh cược với tôi không? Capucu cắn răng nói. Đánh cược? Cược gì? Diệp Thu nghi hoặc nói. Người thua phải rời khỏi lâm nữ sĩ, mãi mãi không được xuất hiện trước mặt lâm nữ sĩ nữa capuchi hít sâu một hơi lạnh giọng nói ồ diệp thu híp híp mắt sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ý vị được a à, anh muốn đánh cực như thế nào anh đồng ý rồi hả capuchi thấy diệp thu đồng ý thoải mái như vậy trong mắt xoẹt qua một tia hớn hở vì thực hiện được mục đích vội vàng nói chúng ta phải nói cho rõ chuyện này trước đã một khi anh đồng ý vụ đánh cực này thì tuyệt đối không được đổi ý Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc anh còn muốn cược nữa không? Chỉ cần anh không nuốt lời là được." Diệp Thu trợn trắng mắt liếc Capucci một cái, khó chịu nói. "Yên tâm, tôi thề trước thượng đế, nếu tôi mà nuốt lời, sẽ để tôi hai tay đứt đoạn, từ nay về sau không thể vẽ tranh được nữa." Capucci vội vàng cam đoan nói. "Mau nói nội dung đánh cược đi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với anh đâu." Diệp Thu không kiên nhẫn nói rất đơn giản vẫn là vẽ tranh sau đó xem trình đô của ai cao người thua nguyện chịu thua từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt lâm thanh nhã thế nào capucci trực tiếp nói xem ra lần trước anh thua không phục a à, được thôi thế bây giờ chúng ta bắt đầu hả diệp thu khẽ nhếch khóe miệng sau đó anh định xoay người đi vào trong biệt thự anh nhớ là trong thư phòng của lâm thanh nhã có bàn vẽ và giấy vẽ tranh thế nhưng Capucci lại vươn tay ngăn Diệp Thu lại, vội vàng nói: xin đợi một lát. lần này người muốn đấu với anh không phải là tôi mà đại sư huynh của tôi. vì để cho công bằng, địa điểm tỉ thí tôi đã chọn Hiệp hội họa sĩ của thành phố Giang Châu, nơi đó có họa sĩ chuyên nghiệp nhất làm trọng tài. tới bình luận về chiều sâu và thắng thua của tác phẩm. nói xong, Capucci nhìn Diệp Thu, hít mắt, cố ý khiêu khích nói: sao ào, anh dám đi với tôi không? nếu mà anh sợ thì hãy chủ nhận nhận thua đi. Ô ô gì? tôi nói là sao anh còn dám tìm tới cửa, hóa ra là đưa cứu binh tới rồi à? Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, sau đó thản nhiên nói, bất quá cái này không ảnh hưởng tới kết quả, dẫn đường đi. Nghe thấy vậy, Capucci cười lạnh trong lòng. Diệp Thu ơi Diệp Thu, anh đúng là kiêu ngạo được thật đấy. Thế mà vẫn dám nhận đánh cược. Vậy thì đừng trách tôi quá vô tình. Đại sư Huynh Ngu Hồng Sương của tôi là đại sư hội họa nổi tiếng ở Hoa Hạ, còn là thư ký trưởng của Tông Hiệp hội Họa sĩ Hoa Hạ. Trình độ cao hơn tôi nhiều. So với anh ấy, chẳng khác nào anh đi tìm ngược cả. Lập tức anh sẽ biết mình dại dột cỡ nào. Anh cứ ngoan ngoãn mà đợi rời khỏi lâm thanh nhã đi, để tôi nhảy vào vị trí đó. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Capucci cực kỳ kích động. Nhưng mà, vì không để cho Diệp Thu nhìn ra, anh ta cố gắng kìm lại nụ cười đắc ý, nói: "Mời đi theo tôi." Sau đó hai người cùng ngồi trên chiếc xe của Cappucci, đi tới hiệp hội họa sĩ của thành phố Giang Châu. Hiệp hội họa sĩ của thành phố Giang Châu là một tổ chức hội họa chính thức cấp thành phố. Nơi đây tất nhiên là hội tụ họa sĩ của của cả Giang Châu và của cả mấy mấy thành phố phụ cận. Trong những người này, không ít người đều là người nổi tiếng ở bản địa Giang Châu. Mà Trần Xuyên Chủ tịch Hiệp hội Họa sĩ thành phố Giang Châu là họa sĩ cực kỳ nổi tiếng ở Giang Châu thậm chí là cả tỉnh Thiên Nam. Lúc này, ở cửa của Hiệp hội, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Trần Xuyên, tất cả họa sĩ của Hiệp hội Tề Tựu ở đây đang cung kính nghênh đón một người. Người đó không phải ai khác, chính là họa sĩ nổi tiếng của nước, Ngu Hồng Sương. Là đại đồ đệ của Đại sư Murphy Lúc cấp hội họa thế giới, thư ký trưởng của Tổng hiệp hội hội họa Hoa Hạ. Ở trong mắt tất cả họa sĩ ở Hoa Hạ, Ngu Hồng Sương tất nhiên cũng là một tồn tại như thần. Hơn nữa bát vấn đồ của Ngu Hồng Sương có thể nói là nhất tuyệt của giới họa. Đưa mắt nhìn cả cái hoa hạ, gần như không ai có thể vượt qua. Mà hôm nay sự có mặt của Ngu Hồng Sương, tất nhiên cũng khiến cho tất cả mọi người ở giới họa sĩ Giang Châu sôi trào. Dù sao thì có thể tận mắt nhìn thấy đại nhân vật như này, vốn là vinh hạnh của bọn họ mà nếu như may mắn có thể được Ngu Hồng xương chỉ điểm một hai cho thì đối với bọn họ mà nói đó là có lợi không nhỏ. Dưới ánh nhìn của mọi người, một chiếc Audi A6 màu đen dừng trước cửa hiệp hội. Cửa xe mở ra, từ trên xe, một người đàn ông mặc áo tôn trung sơn màu đen, đeo kính gọng vàng đi xuống. Tóc mai của người đàn ông hơi hoa dâm, thoạt nhìn thì khoảng trên dưới 50 tuổi, nhưng phong độ bất phàm, vừa nhìn một cái là biết không phải người bình thường đám người Trần Xuyên thấy thế, nhanh chóng cung kính tiến lên đón. Bởi vì người này là đại sư hội họa nổi tiếng, Ngu Hồng Sương. Thư ký trưởng Ngu Đại giá Quang Lâm, đây đúng là làm cho giới hội họa Giang Châu chúng tôi vẻ vang a Chủ tịch Trần Xuyên tiến lên trước, nhìn Ngu Hồng Sương, vẻ mặt nịnh nọt nói. Tiểu Trần, lâu rồi không gặp a Ngu Hồng Sương mỉm cười, lệ độ chào hỏi. Phóng mắt cả cái Giang Châu, người có thể gọi Trần Xuyên là Tiểu Trần, e là cũng chỉ có ngu hồng xương thôi. Đúng thế, lần trước từ biệt ở Kinh Thành, đã gần một năm không có gặp lại thư ký trưởng ngu rồi, nhưng hôm nay vừa gặp, thư ký trưởng ngu vẫn hoạt bát phơi phới, cứ như lại trẻ ra vài tuổi vậy. Trần Xuyên bị gọi là Tiểu Trần, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ, vội vàng tâng bốc nữa. Tiểu Trần, cậu lại nói đùa rồi. Ngu hồng xương lườm Trần Xuyên một cái, nhưng từ nụ cười trên mặt ông ta thì có thể thấy, ông ta rất hài lòng với sư tâm bốc của Trần Xuyên. Ha ha, thư ký trưởng ngu, lời tôi nói toàn là lời thật lòng, không tin ngài hỏi mọi người đi. Trần Xuyên nói xong, vội vàng chỉ vào một họa sĩ phía sau. Phải phải phải, thư ký trưởng ngu đúng là càng ngày càng trẻ càng đẹp trai. Những họa sĩ đó vội vàng gật đầu, tâm bốc theo. Làm cho nụ cười trên mặt ngu hồng xương càng tươi. Thấy vậy, Trần Xuyên cũng hớn hở trong lòng, vội vàng cung kính nói, thư ký trưởng ngu, bên ngoài gió to, chúng ta vào trong hiệp hội vừa uống trà vừa từ từ nói chuyện. Ừ, ngu hồng xương gật đầu. Sau đó, dưới vòng vây của các họa sĩ, ngu hồng xương nhấc chân đi vào trong hiệp hội họa sĩ Giang Châu. chương 97, nổi tiếng lắm à. Hiệp hội họa sĩ thành phố Giang Châu, phòng hội nghị. Giờ phút này, tất cả các lãnh đạo lớn nhỏ của hiệp hội, còn có tất cả họa sĩ, tất cả đều ngồi ở trước bàn hội nghị. Mà người ngồi ở vị trí ghế thủ tịch không phải ai khác mà chính là Ngu Hồng Sương. Chủ tịch Hiệp hội Trần Xuyên pha một cốc trà, giống như tôi tới bình thường, cực kỳ cung kính bưng tới trước mặt Ngu Hồng Sương, sau đó nhìn Ngu Hồng Sương, vẻ mặt nịnh bợ hỏi, không biết thư ký trưởng Ngu bỗng nhiên tới phận hội Giang Châu nhỏ bé này của chúng tôi, là bởi vì chuyện gì? Trước đó vài ngày tôi nhận được tin của sư đệ tôi nói là trong giới họa sĩ ở Giang Châu có một người rất kiêu ngạo, không coi tôi ra gì, muốn cùng tôi cắt gọt, vừa hay tôi đang rảnh rỗi nên thuận tiện tới đây xem xem. Ngu Hồng Sương nhấp một ngụm trà nhỏ, thản nhiên nói. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây lập tức kinh ngạc. Ngu Hồng Sương là ai? Đó là đại đệ tử của đại sư Murphy Moss, còn là chuyện gia cực kỳ nổi tiếng trong giới hội họa hoa hạ. Phóng mắt cả cái hoa hạ này, người dám so bì kỹ năng vẽ với Ngu Hồng Sương, có thể nói là đến trên đầu ngón tay mà hiện tại ở giới hội họa giang châu nhỏ bé này lại có người muốn so tài với ngu hồng xương chẳng phải là điên rồi sao? đây rõ ràng là kiến hồi muốn khiêu chiến con voi a, cứ sống yên chẳng phải là được rồi sao? làm gì cứ phải tự dước lấy nhục chứ? thật là làm càn, quám làm càn. sắc mặt trần xuyên thay đổi, hung hăng quét mắt nhìn tất cả họa sĩ ở đây một lượt, lạnh giọng quát: cặp cậu có ai dám cả gan coi thường thư ký trưởng ngu hả? với chút trình độ nát vụn của các cậu, thế mà còn dám khiêu chiến với thư ký trưởng ngu à. Ánh sáng của đom đóm há có thể tranh phát sáng cùng ánh trăng. Suốt cuộc là ai, lập tức đứng ra đây xin lỗi thư ký trưởng ngu đi, nếu không, giới hội họa của cả cái giang châu này cũng không chứa nổi cậu đâu. Nghe tiếng tức giận của chủ tịch, các họa sĩ đang ngồi cũng đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Bọn họ cũng muốn biết, suốt cuộc là tên nào không biết tự lượng sức mình như vậy. Tiểu Trần à, cậu trước đừng tức giận, người mà tôi nói không ở đây. Ngu Hồng Sương khoát tay, mỉm cười nói. Trần Xuyên ngẩn ra, cũng thở vào một hơi, sau đó bội vào nhìn Ngu Hồng Sương, cung kính hỏi người đó ở đâu. Thư ký trưởng Ngu nói cho tôi, tôi nhất định sẽ khiến cậu ta không lăn lộn được ở giới hội hỏa Giang Châu này. Không cần, bây giờ sư đệ tôi đang trên đường dẫn anh ta tới đây rồi. Tôi muốn tự mình xem xem, tốt cuộc là người nào lại dám ngông cuồng như vậy. Ngu Hồng Sương lắc đầu, cười lạnh nói. Chấm 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 chấm. Sau khi Capucci dẫn Diệp Thu tới Hiệp hội Hỏa ra thành phố Giang Châu, liền chạy thẳng đến phòng hội nghị. Trên đường GD, Capucci đều đi rất nhanh. Anh ta nóng lòng muốn xem Ngu Hồng Sương hung hăng làm nhục Diệp Thu lắm rồi. Đẩy cửa phòng hội nghị ra. Capucci nhai một tất cả mọi người ở đây một cái, gương mặt đầy hưng phấn, sau đó vội vàng đi tới chỗ Ngu Hồng Sương đang ngồi ở ghế thủ tịch, đại sư huynh, em đã dẫn người tới rồi. Capuchi vừa nói ra lời này. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả ngu hồng xương đều nhìn về phía Diệp Thu đang đứng sau lưng Capuchi. Mà sau khi bọn họ nhìn rõ diện dạo của Diệp Thu, trên mặt lập tức tràn đầy khinh thường. Bởi vì Diệp Thu thật sự là còn quá trẻ. Cái thư như vẽ tranh này, ngoài thiên phú ra, công vẽ kỹ xảo đều là dựa vào chăm học, khổ luyện từng chút một mà ra. Nói trắng ra, một chuyên gia hội họa chân chính không có mấy chục năm công sức thì không luyện ra được. còn Diệp Thu thì sao? nhìn qua chẳng qua mới 20 tuổi đầu, người trẻ tuổi như này sao có thể có trình độ sâu ở giới hội họa được? anh còn dám khiêu chiến với Ngưu Hồng Sương? đây quả thực là là lấy trứng trọi đá, tự dước lấy nhục. chàng trai trẻ, cậu chính là người muốn so tài với tôi sao? cậu có biết tôi là ai không? Ngưu Hồng Sương hít mắt nhìn Diệp Thu một cái vẻ mặt khinh thường hỏi không biết diệp thu không có vẻ mặt gì lắc đầu mà anh vừa nói ra lời này ư ừ, lập tức làm cho mọi người ở đây chế nhạo một trận đúng là nực cười đến cả ngu hồng xương đại nhan cũng không biết thế mà cậu cũng có mặt mũi mà lăn lộn trong giới vẽ sao trần xuyên trợn trắng mắt nhìn diệp thu nói với vẻ mặt khinh thường ngu hồng xương là ai nổi tiếng lắm à diệp thu nhíu mày nghi hoặc nói không phải là anh giả bộ. Mà anh thật sự chưa từng nghe qua mấy loại cấp bậc A à miêu A à Cẩu. Nghe Diệp Thu nói vậy. Sắc mặt ngu hồng xương lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói, chàng trai trẻ, cậu không khỏi cũng quá cuồng vọng rồi đấy. Có sao? Thật là tôi chưa từng nghe nói qua, hay là ông giới thiệu bản thân trước đi? Diệp Thu sờ sờ cái mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hỗn láo! Trần Xuyên hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói, Ngu Hồng Xuân Đại Sư là đại đệ tử của Đại Sư đẳng cấp thế giới hội họa Đại Sư Murphylos thư ký trưởng của Tổng hiệp hội họa sĩ Hoa Hạ, họa sĩ hàng đầu nước Hoa Hạ, phóng mắt của Hoa Hạ, có ai là không biết họa sĩ Ngu Hồng Xương chứ? Mà cậu lại dám để họa sĩ Ngu Hồng Xương tự mình giới thiệu với cậu? Đúng là quá hỗn láo. Ồ, hóa ra là đồ đệ của Murphilos à, tôi biết sư phụ của ông, ông ấy có từng đến chào tôi mấy lần. Diệp Thu gật đầu như nghĩ tới điều gì đó, bình thản nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây ngây người. Ha ha ha. Sau đó, tất cả mọi người đều cười lớn, bởi vì trong mắt bọn họ, Diệp Thu điên thật rồi. Murphy Los là ai? Ông ấy là danh họa đẳng cấp thế giới. Người bình thường muốn gặp mặt một lần, khó khăn biết bao. Nhưng Diệp Thu, chàng trai trẻ nhìn qua chưa tới 20 tuổi, lại nói là Murphy Lost từng đến chào hỏi cậu ta mấy lần. Đây chẳng phải là chuyện khôi hài sao. Diệp Thu, phiền anh trước khi nói phép thì có thể nháp trước được không? Sư phụ tôi mà đi chào hỏi anh á. Anh cũng xứng. Capucci trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, nói với khuôn mặt coi thường. Đúng thế, cũng không nhìn lại xem mình là cái thứ gì. Lại đại sư Murphy Lost chào hỏi cậu á. Sao cậu không nói là Tổng thống Mỹ từng chào hỏi cậu luôn đi? trần xuyên trừng mắt nhìn diệp thu cực kỳ khinh thường nói chàng trai trẻ mạnh miệng chớ để lại đầu lưỡi địa vị của sư phụ lão nhân gia ở giới hội hỏa quốc tế gần như là không ai bằng ngay cả tôi một năm nhiều nhất cũng chỉ gặp ông ấy được một lần thế mà cậu lại nói ông ấy từng đi chào hỏi cậu tôi thấy cái miệng này của cậu đúng là cái gì cũng dám nói a à. ngu hồng sương nhìn diệp thu cười khẩy nói vào giờ phút này ánh mắt của tất cả mọi người ở đây nhìn diệp thu đều đầy châm chọc và khinh thường đối với chuyện này diệp thu bất đắc dĩ nhún vai xem ra đầu năm nay quả nhiên nói thật cũng không ai tin a à. thư ký trưởng ngu tôi thấy thằng nhóc này ngoại trừ manh miệng ra thì không có bản lĩnh nào khác hay là tôi cho bảo vệ đuổi cậu ta ra ngoài thi đấu với loại người này quả thực là sỉ nhục thân phận của ngài trần xuyên nghiêng đầu nhìn ngu hồng sương cung kính đề nghị nói Ngu Hồng Sương gật đầu, đang định đồng ý. Nhưng Capucci thất thế, lại vội vàng nói, "Đại sư huynh đừng, bất luận thế nào mong người phải đấu một trận với anh ta, để cho anh ta xem xem cái gì mới là trình độ đại sư chân chính." Như thế cũng dễ hung hăng nhục nhã anh ta một trận, bằng không nếu mà cứ thế đuổi anh ta đi, anh ta còn nghĩ là anh sợ anh ta đấy. Chương 98: Bát Tuấn đồ. Nghe Capucci nói thế, Ngu Hồng Sương nhíu mày, sau đó gật đầu như nghĩ tới cái gì đó đồng ý nói, ừ, lời của sư đệ có lý. nếu đã như vậy thì anh sẽ hạ mình miễn cưỡng đấu với cậu ta một lần vậy. lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. cái gì, ngu đại sư thế mà lại đồng ý đấu với thằng nhóc kia á? À? tôi không nghe nhầm chứ? trời ơi, một thằng nhóc không biết trời cao đất dày như này lại có phúc cùng đấu với ngu đại sư, cái này cho dù có thua cũng có thể mang ra ngoài khoe cả đời rồi a. À? đúng thế, ngu đại sư là người nào chứ? đó là tồn tại của cấp bậc thái đổ giới hội họa đấy. Người bình thường muốn nói mấy câu với ông ấy còn khó, càng đừng nói đến chuyện đấu với ông ấy. Hôm nay tên nhóc này lại may mắn đấu với ngu đại sư, không biết đây là phúc mấy đời của cậu ta nhỉ, tôi ghen tị chết đi được đây này. Chấm 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 chấm, giờ phút này, ánh mắt của những vị họa sĩ nhìn về phía Diệp Thu có thể nói là tràn ngập ước ao ghen tị hận. Dù sao thì trong lòng bọn họ, có thể đấu với đại sư như ngu hồng xương, thì cho dù có thua thì cũng được tính là vinh dự cao nhất. Thư ký trưởng ngu, một kẻ không biết gì thế này, có đức hạnh gì mà được đấu với ngài cơ chứ? Đó chẳng phải là vũ nhục ngài sao? Trần Xuyên nhìn ngu hồng xương, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Không sao. Ngu hồng xương khoát tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói, chàng trai, nói đi, cậu muốn so cái gì nào? Phác họa, sơn dầu, tranh màu nước, cậu cứ chọn tùy ý sở trường nhất của ông là gì diệp thu khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười hỏi sở trường nhất của tôi ngu hồng sương ngẩn ra một láy, khinh thường cười cậu hỏi cái này làm gì thì so cái mà ông sở trường nhất đấy đỡ phải lát nữa ông thua lại mượn cứ nói là tại vì mình không am hiểu tôi không có nhiều thời gian để so với ông lần nữa đâu diệp thu thản nhiên nói ha 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 trong phòng hội nghị lại một lần nữa vang lên những tiếng cười nhạo chàng trai, tôi thấy không phải là cậu điên rồi đấy chứ. Khiêu chiến với ngu đại sư, lại còn dám chọn cái mà ngu đại sư sở trường nhất. Có phải là cậu sợ mình thua không đủ thảm không? Cho dù là tự dước lấy nhục, cũng không có ai giống như cậu đâu. Đúng thế đúng thế, tôi từng thấy bành tước, nhưng chưa từng thấy qua bành tướng giống như cậu, khiêu chiến hạng mục sở trường nhất của ngu đại sư. Cậu muốn bị ngược đến hoài nghi nhân sinh à? Tôi thấy người ta tới chỉ để tìm ngược thôi, bát tuấn đồ sở trường nhất của ngu đại sư, trong nước ai mà không biết ai mà không hiểu. Gần như là không có bất kỳ ai có thể vượt qua, mà cậu ta vừa lên đã khiêu chiến cái này, đúng là múa rìu qua mắt thợ, Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao, mặt cũng không muốn nữa đúng không? Chấm 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 chấm, nhất thời, mọi người đều nhìn Diệp Thu với ánh mắt khinh thường trào phúng. Còn trong lòng Capucci, giờ phút này đang rất là mừng thầm. Bức tranh bát tuấn đồ của Đại sư Huynh Ngu Hồng Sương mình xuất sắc nhường nào, Capucci rõ nhất. Đó chính là bức tranh được Đại sư đẳng cấp thế giới Murphy lúc khen ngợi. Thế mà bây giờ Diệp Thu lại muốn khiêu chiến với bát tuấn đồ mà Ngu Hồng Sương am hiểu nhất, không thể không nói, đấu mới thật sự là tìm chết. Vào giờ phút này, Capucci phảng phất như đã nhìn thấy Lâm Thanh Nhã đang ở phía trước vẫy tay với mình rồi vậy. Điều này làm cho trong lòng anh đặc biệt kích động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu cũng tràn ngập khinh thường. Cảm nhận ánh mắt châm chọc của mọi người. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó nhìn Ngu Hồng Sương, thản nhiên nói, nghe ý của bọn họ thì xem ra ông sở trường nhất chính là bát tuấn đồ. Nếu đã như vậy thì hãy so bát tuấn đồ đi. Nghe vậy, Ngu Hồng Sương híp híp hai mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, chàng trai, cậu chắc chắn chứ. So bát tuấn đồ với tôi, Tôi sợ là từ nay về sau cậu sẽ không dám cầm bút vẽ lên nữa. Đừng nhiều lời nữa, muốn so thì so nhanh đi, tôi còn phải nhanh về nhà dọn nhà đây, nếu không về nhà để cho bá xã tôi biết thì tôi chết chắc. Diệp Thu trợn trắng mắt liếc ngu hông xuyên một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Được được được, chàng trai trẻ, tôi vô cùng bội phục dũng khí của cậu, nếu hôm nay cậu cố tình tìm ngược, thế thì đến lúc đó đừng trách tôi bắt nạt hậu bối là cậu. Ngu Hồng Sương cười lạnh nói. Ngay sau đó ông ta trực tiếp vung tay lên, nói với Trần Xuyên bên cạnh lấy giấy bút tới. Nghe vậy, Trần Xuyên không dám trần trừ, vội vàng đích thân đi chuẩn bị. Mà chỗ này là hiệp hội họa sĩ, những thứ như giấy bút vẽ tranh tất nhiên là không thiếu. Chỉ chốc lát sau, Trần Xuyên đã mang hai bộ dụng cụ vẽ tranh tới, chia ra đặt ở trước mặt Diệp Thu và Ngu Hồng Sương. Ngu Đại Sư, hai người ai vẽ trước? trần xuyên nhìn ngu hồng sương và diệp thu nghi hoặc nói tôi vẽ trước đi ngu hồng sương lập tức cầm bút vẽ lên nhìn diệp thu gương mặt tự tin nói tôi hy vọng lát nữa cậu xem xong bát tuấn đổ của tôi có thể biết là rốt cuộc thì mình đã phạm phải sai lần nghiêm trọng như thế nào sau đó nhận sai luôn thế thì chúng ta cũng không cần tốn thời gian nữa nói xong ngu hồng sương nhấc bút lên chuẩn bị bắt đầu vẽ còn trần xuyên thì ở bên cạnh đích thân mài mực cho ngu hồng sương không thể không nói ngu hồng sương đúng là đại họa sĩ nổi tiếng trong nước từ lúc ông ra bắt đầu hạ bút lên giấy mỗi một nét bút đều mang theo khí thế mạnh mẽ mà người bình thường không có cái này không có công phu mấy chục năm thì không thể làm được vào giờ phút này ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người ngu hồng sương dù sao thì ngu hồng sương là họa sĩ nổi tiếng hàng đầu trong nước có thể tận mắt nhìn ông ấy vẽ tranh, không chỉ là một loại vinh quang cực cao, còn có thể được lợi rất nhiều. Cơ hội học tập tốt thế này, các họa sĩ ở hiện trường tất nhiên là không muốn bỏ qua rồi. Cứ thế, khoảng 40 phút trôi qua. Bát tuấn đầu mà Ngu Hồng Sương vẽ đã hoàn thành. Là tác phẩm tiêu biểu mà ông ấy sở trường nhất, lần này tất nhiên cũng không mất tiêu chuẩn, kỹ thuật vẽ cực kỳ tinh diệu, vừa thấy là biết được xuất ra từ bút tích của ông lớn. Mỗi một con ngựa, được vẽ như là ngựa thật vậy, giống như in. Mỗi một chi tiết đều xử lý vừa chuẩn. Nếu đặt ở trên hội đấu giá thì nhất định có thể bán được một cái giá tốt. Đẹp, mọi người vỗ tay. Trần Xuyên nhanh chóng cầm đầu vỗ tay. Của không hổ là ngu đại sư, bức bát tuấn đồ này vẽ thật là kỳ diệu. Đúng thế, đúng là làm cho tôi được mở mang tầm mắt A. Tôi dám nói, phóng mắt khắp cả nước, luận về bát tuấn đồ, tuyệt đối không có ai vượt qua được ngu đại sư nhất thời mọi người đều vỗ tay tâm bốc nịnh nọt nghe những lời khen ngợi của mọi người gương mặt của ngu hồng sương cũng nổi lên một vệt cười đắc ý sau đó ông quay đầu nhìn về phía diệp thu vẻ mặt coi nhẹ hỏi chàng trai đây chính là bát vấn đồ của tôi không biết cậu có nhìn ra được tranh lệch giữa tôi và cậu trong đó không tôi hy vọng là cậu tự mình biết mình nhận thua luôn đi ngu hồng sương vừa nói ra lời này mọi người ào ào nhìn về phía diệp thu ánh mắt đầy vẻ coi thường trong mắt họ, một nước tay này của ngô Hồng Sương chắc chắc là đã dọa Diệp Thu sợ đến nỗi bút vẽ còn không dám cầm, càng đừng nói là tiếp tục đấu. Nhưng mà, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Thu lại thản nhiên cầm bút vẽ, mai, sau đó bắt đầu vẽ trên giấy vẽ. chương 99, tranh lệch quá lớn. Thấy cảnh này, mọi người đều sửng sốt, sau đó vẻ mặt lại đầy coi thường. Trong mắt bọn họ, hành động hiện tại của diệp thu rõ ràng là chưa tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định khăng khăng bêu cái xấu ra điều này làm cho bọn họ rất coi thường thậm chí một số người đã chuẩn bị miệng để sỉ nhục diệp thu rồi không biết tự lượng sức mình một khi đã vậy thì tôi sẽ để cậu tâm phục khẩu phục ngu hồng sương cười khinh miệt sau đó trực tiếp ngồi xuống ghế yên lặng chờ diệp thu xấu mặt chỉ thấy tay cầm bút vẽ của diệp thu bay nhanh phát hỏa các sợi trên giấy vẽ bộ dạng kia, thoạt nhìn trông như đang vẽ loạn vậy. Khí thế so với ngu hồng xương kém đến 10 vạn 8 nghìn dặm. Mọi người thấy thế, nụ cười châm chọc trên mặt càng tăng lên. Thậm chí, bọn họ còn chẳng thèm nhìn nội dung và Diệp Thu vẽ. Trong mắt họ, giờ phút này Diệp Thu đang vẽ vớ vẩn, hoàn toàn từ bỏ rồi. Cuống hồ, cho dù Diệp Thu nghiêm túc vẽ thì có thể thế nào chứ? Lẽ nào còn có thể siêu hơn ngu hồng xương sao? điều đó căn bản là không thể nào cho nên nhất thời mọi người vây xung quanh ngu hồng sương nịnh nọt và gần gũi với ngu hồng sương ý đồ có thể để ngu hồng sương chỉ bảo một hai tóm lại là không ai tiếp tục chú ý tới diệp thu dù sao thì trong lòng bọn họ diệp thu chính là một kẻ học tự do không biết gì cả không xứng để bọn họ xem đối với cái này diệp thu lại mừng rỡ thanh thản từng nét từng đường vẽ phác họa lên giấy mà mỗi nét anh vẽ xuống mặt ngoài thoạt nhìn lộn xộn, giống như một bức tranh vẽ bậy, kỳ thực là vừa đúng hết, tất cả như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Khoảng 10 phút sau, Diệp Thu liền đặt bút vẽ xuống, anh nhìn Ngu Hồng Sương, thản nhiên nói tôi vẽ xong rồi. Ừ, Ngu Hồng Sương, bao gồm tất cả những họa sĩ đang vây quanh ông ta nghe thấy vậy thì đều sửng sốt, sau đó nụ cười khinh thường trên mặt lập tức càng đậm. Phải biết rằng, Bát Tuấn Đầu là tác phẩm tiêu biểu sở trường của Ngu Hồng Sương, ngay cả đại sư hàng đầu như ông ta còn mất trên dưới 4 người phút mới hoàn thành bức tranh. Còn Diệp Thu, chỉ mất có 10 phút đã bảo mình vẽ xong rồi, đây chẳng phải là đang kể chuyện hài sao? Bức tranh vẽ ra rác rưởi thế nào a? À? Nhóc con, cậu đang đùa chúng tôi à? Tôi ngược lại muốn xem xem, cậu tốn 10 phút thì có thể vẽ ra bức họa rác rưởi thế nào. Trần Xuyên khinh thường trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Thu vừa cúi đầu nhìn về phía bức tranh của Diệp Thu, vừa xem thường nói thứ rác rưởi này của cậu. Nhưng mà, ông ta còn chưa nói xong. Lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì ông ta đã nhìn được rõ ràng bức tranh mà Diệp Thu vẽ. Cũng là bát vấn đồ, nhưng lại không có xấu xí như ông ta tưởng tượng. Thậm chí hoàn toàn trái với hình dáng trong tưởng của ông ta. Vậy mà so với bức tranh của Ngu Hồng Sương còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần nếu như nói bát tuấn đồ của ngu hồng sương tám con ngựa ở trên mặt giống như tám con ngựa thật thì tám con ngựa trên bát tuấn đồ của diệp thu đã có thể giống như thần mã cổ thực là làm cho người có một loại cảm giác mấy con ngựa sẽ sống lại bất cứ lúc nào sau đó trồng ra khỏi giấy vẽ hơn nữa trên người mỗi con ngựa đều mang theo một loại khí thế mạnh mẽ siêu phàm thoát tục giống như đó không phải là tám tuấn mã phi đơn độc mà thì tám con thiên long có thể cưỡi mây đạp gió Trần Xuyên chỉ một cái, sau lung đã kinh sợ toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ là một bức tranh, đã có thể có được khí thế hào hùng thế này, cái này thật sự là không thể tin nổi. Nhất thời, Trần Xuyên sợ ngây người, miệng há thành chữ, o, nửa ngày cũng không nói ra được lời nào. Hội trưởng sao vậy, có phải là bức tranh quá xấu không? Ha ha ha, tôi không cần xem, chắc chắn là cực kỳ rác rưởi không thấy hội trưởng của chúng ta đã ghê tẩm đến nỗi nói không ra lời rồi sao? trăm phần trăm là đồ vứt đi cũng không nhìn xem người vẽ tranh là loại phế vật gì sao mà vẽ ra tác phẩm xuất sắc được chứ tôi cược một trăm tệ chắc chắn là rác rưởi đến nỗi không nhìn nổ các họa sĩ nhìn vẻ mặt khiếp sợ trên mặt trần xuyên còn tưởng là tranh của diệp thu quá xấu xấu đến nỗi trần xuyên cũng đã không còn từ nào để hình dung nữa điều này làm cho nụ cười khinh thường trên mặt bọn họ càng đậm thêm sau đó cả đám đều đi qua chỗ bức tranh của diệp thu đính toán chết nhạo nhục nhã Diệp Thu một trận. Nhưng mà, khi những ánh mắt khinh thường của bọn họ rơi xuống bước bát tuấn đổ của Diệp Thu, cả đám sững sờ, sau đó trên mặt là cũng là biểu tình rung động giống hệt Trần Xuyên, dương mắt mà nhìn, miệng há hốc. Bức tranh này, quả thực là đi ra khỏi dữ liệu của bọn họ. Bức tranh vẽ quá đẹp, quả thực là bỏ xa ngu hồng xương mấy cái đường cái. Tiểu Trần, các cậu ở đó ngẩn người nhìn gì vậy? chẳng nhẽ bức tranh của chàng trai này còn đẹp hơn bức của tôi sao? Ngu Hồng Sương liếc mặt nhìn đám người Trần Xuyên đang sửng sốt, lạnh lùng cười, vẻ mặt châm chọc hỏi. Nhưng mà, Trần Xuyên và những họa sĩ vẫn còn đang ngất ngây trong bức bát tuấn đổ của Diệp Thu, không rảnh phản ứng đến ông ta. Điều này làm cho Ngu Hồng Sương cực kỳ không hài lòng, ông ta nhíu mày sau đó liếc mắt nhìn Capucci ở bên cạnh, dặn dò, sư đệ, em đi cầm bức tranh kia qua đây, anh muốn nhìn xem, chàng trai đó chỉ dùng có 10 phút thì có thể vẽ ra thứ rác rưởi gì. Vâng, Capucci gật đầu, cười lạnh đi tới chỗ Diệp Thu. Mặc dù lần trước đấu phát họa, anh ta thua Diệp Thu. Nhưng tranh thủy mặc và phát họa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cuống hồ lần này còn là đại sư vẽ tranh thủy mặc hàng đầu hoa hạ ra tay. Cho nên tất nhiên là anh không nghĩ Diệp Thu có thể thắng được ngu hồng xương. Nhưng mà, khi anh ta đi tới bên cạnh Diệp Thu, sau khi nhìn rõ bức bát tuấn đồ mà Diệp Thu vẽ, anh ta ngây ngẩn cả người, suýt nữa thì tuôn ra luôn câu, phác, trong miệng. Có nhầm không vậy, vẽ phác họa giỏi như vậy thì cũng thôi đi. Bây giờ đến cả trình độ tranh thủy mà cũng có thể miểu sát sao, giết trong một giây ngu hồng xương. Hơn nữa còn là ở bát tuấn đồ mà ngu hồng xương sở trưởng nhất nữa chứ, nghiền ép ngu hồng xương rồi. Đây rốt cuộc có phải là con người không vậy? Nhất thời, Capucci không thể nổi nữa vẻ mặt ngu ngốc đứng yên tại chỗ. Anh của lúc này, quả thực là sắp hoài nghi nhân sinh rồi. Sư đệ, em sao vậy? Bọn họ chưa từng thấy cảnh đời thì thôi đi, sao đến cả em cũng không bình tĩnh được thế nào hả? Ngu hồng xương chừng mắt nhìn Capuchi, khó chịu hỏi. Đại, đại sư huynh, anh vẫn là đích thân tới xem đi. Capuchi nuốt khô một ngụm nước miếng, vẫy tay với ngu hồng xương xem xét các em đều có bộ dạng chưa trả sự đời, anh ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là bức tranh thế nào có thể làm cho mấy người kinh ngạc thành ra như vậy. Ngu Hồng xương khinh thường liếc mắt nhìn Capuchi một cái, sau đó vẻ mặt thong rong đứa lên, vừa nhìn về phía Diệp Thu vừa chế nhạo trong miệng, tôi không tin, luận về bát tuấn đổ trong nước lại có người vẽ đẹp hơn tôi. Nếu như mà có, tôi có lời này, nhưng mà lời của ông ta còn chưa nói xong. Thì đúng lúc này, khóe mắt của ông ta đã liếc thấy bước bát tuấn đổ của Diệp Thu vẽ. Lập tức, Ngu Hồng Sương như kiểu là bị sét đánh trúng, cả người run lên, lập tức sững sở đứng nguyên tại chỗ. chương 100, thực lực mù mắt. Thân làm họa sĩ tranh thủy mặc đứng đầu trong nước hoa hạ. Tất nhiên là Ngu Hồng Sương hiểu tranh nhất. Cho nên ông ta vừa nhìn một cái đã nhìn ra tranh lệch. Nếu như nói tranh của Diệp Thu là ở trên trời, vậy thì không thể nghi ngờ, bức tranh kia của ông ta chính là dưới đất. Khoảng cách trong này khỏi nói lớn thế nào. Cho dù là đường nét, họa phong, ý cảnh, và cả khí thế của bức tranh, v, v. Diệp Thu liền giết ông ta trong một giây. Hơn nữa điểm mấu chốt nhất đó là, Diệp Thu vẽ bức tranh này chỉ mất có 10 phút. Điều này làm cho Ngu Hồng Sương cảm thấy giới quan của mình sụp đổ mất. Nói thật, ông gia tung hoành trong giới hội họa nhiều năm như vậy, từ một học viên vô danh, từng bước đi tới vị trí thái đầu hàng đầu trong giới tranh như ngày hôm nay. Còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như hôm nay. Một chàng trai trẻ trông mới 20 tuổi đầu, chỉ mất có 10 phút là có thể vẽ ra một bức thần tác như vậy. Đây hoàn toàn có thể dùng hai chữ, yêu nghiệt, để hình dung đúng không? Vào giờ phút này, Ngu Hồng Sương cảm thấy mặt mình đã bị đánh sưng lên rồi. Trước cuộc so tài, ông ta còn ngông cuồng tự cao tự đại, tự tin như thế, còn coi thường Diệp Thu nhưng bây giờ, ở bức bát tuấn đồ mà ông ta am hiểu nhất. Ông ta lại thua Diệp Thu, hơn nữa thua hoàn toàn. Còn có gì mất mặt hơn cái này nữa không? Sợ rằng chuyện xấu hổ nhất trên đời này, cùng lắm cũng chỉ có thế này mà thôi. Nhất thời, Ngu Hồng Sương chỉ cảm thấy cái mặt già nua của mình đỏ lên, không còn mặt mũi để tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Ngu Hồng Sương, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi, sao thế? Vị đại họa sĩ này, ông cảm thấy hai chúng ta tranh của ai đẹp hơn? Nghe vậy, sắc mặt ngu hồng xương biến đổi. Thân làm họa sĩ đứng đầu trong nước, ông ta rất chú ý tới thể diện. Tuy rằng hiện tại chỉ cần là người mở to mắt là có thể nhìn ra, rõ ràng tác phẩm của Diệp Thu đã nghiền ép tác phẩm của ông ta. Nhưng ông ta vẫn không muốn chủ động thừa nhận là mình thua một tiểu bối vô danh. Vì thế Ngưu Hồng Sương quay đầu nhìn về phía Trần Xuyên, làm một cái ánh mắt với Trần Xuyên, lạnh giọng hỏi: "Tiểu Trần, các cậu là khán giả cũng là trọng tài, các cậu nói đi, tranh của ai đẹp hơn?" Trần Xuyên thân làm hội trưởng hiệp hội họa sĩ Giang Châu, cũng được coi là người đã lăn lộn khá nhiều, tất nhiên là ông lập tức hiểu ý của Ngu Hồng Sương. Đây rõ ràng là muốn để mình thiên vị ông ta a. À. Mặc dù hiện tại thắng bại đã rõ ràng, ưu thế của Diệp Thu rất rõ ràng, nhưng mặc kệ nói thế nào, Ngu Hồng Sương là lãnh đạo cấp trên của mình. Cho nên về sau hài phải nhờ cậy ông ta nhiều, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên không chút do so dự, vọng vàng bày ra vẻ mặt nịnh nọt onis, thư ký trưởng Ngu, xem ông hỏi tôi này, trong nước có ai không biết bát tuấn đồ của ngài chính thiên hạ nhất tuyệt, trên đời này ai có thể thắng được bát tuấn đồ của ngài chứ? Cho nên tất nhiên là bức tranh của ngài đẹp hơn rồi. Trần Xuyên vừa nói ra lời này tất cả các họa sĩ ở đây cũng ào ào tỉnh ngộ. Ngu Hồng Sương là thư ký trưởng của Tổng Hiệp hội Họa sĩ Hoa Hạ. Sau này muốn lăn lộn ở trong giới hội họa, chắc chắn là không được đắc tội với ông ta. Cho nên hôm nay phải nói giúp cho Ngu Hồng Sương. Nếu không một khi mà để Ngu Hồng Sương ghi hận, thế thì sau này sẽ không thể lăn lộn ở trong giới hội họa Hoa Hạ được nữa. Vì thế nhất thời, mọi người đều ào ào nịnh nọt, Ngu Đại Sư không hổ là họa sĩ đứng đầu trong nước, bát tuấn đồ này đúng là không ai sánh bằng. Đúng thế đúng thế, tôi không cần nhìn, ngu đại sư chắc chắn thắng, một kẻ vô danh sao có thể là đối thủ của ngu đại sư chứ? Đúng thế, thằng nhóc này đúng là đồ vô tích sự, căn bản không thể so sánh với ngu đại sư, ngu đại sư mới là người lợi hại nhất. Chấm chấm chấm, nghe những lời khen vô cùng dối trá kia. Ngu hồng xương lại cực kỳ hài lòng mà nở nụ cười, sau đó ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, cười lạnh nói ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết bây giờ cậu đã biết là tranh của ai đẹp hơn chưa chàng trai trẻ tôi thấy cậu khá có bản lĩnh nhưng còn cần trở về rèn luyện thêm tuyệt đối đừng kiêu ngạo như vậy ỉ vào chút công phu mèo cào đã ngông cuồng khiêu chiến chỗ họa sĩ hàng đầu là tôi đây cậu còn non lắm ồ diệp thu hít mắt quét mắt nhìn các họa sĩ ở đây một lượt vẻ mặt trào phúng nói xem ra đám người các ông đúng là chẳng thèm mở to mắt a toàn ở trong này mở mắt mà nói dối. Cảm giác làm chó liếm sao ý chỉ kẻ bợ đít, mặt nóng rán mông lạnh sảng khoái thế cơ à. Nhóc con, sao cậu lại nói như thế? Thua là thua, đó là do tài nghệ của cậu không bằng người ta, bực mình gì với chúng tôi chứ? Chẳng nhẽ chúng tôi không được nói mấy câu thật lòng sao? Trần Xuyên trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, hùng hồn nói. Đúng thế, rõ ràng là cậu vẽ không đẹp bằng ngu đại sư, còn không cho chúng tôi nói ư. Chàng trai, có phải cậu không chịu nổi thua không, không chịu nổi thua thì đừng tới đây thảo luận, thật là mất mặt. Mau đi đi, bại tướng dưới tay ngu đại sư thì đừng ở đây mất mặt nữa. Mọi người nhao nhao khinh thường nói. Rõ ràng, vì nịnh bỡ ngu hồng xương, bọn họ đã tính không cần thể diện nữa. Đối với điều này, Diệp Thu lắc đầu, khinh thường cười một tiếng, sau đó anh nhìn về phía Capucci, thản nhiên nói Capucci, Thua hay thắng, chắc trong lòng anh rõ hơn tôi nhỉ. Những người này mắt mù rồi, tôi cũng chẳng thèm nói nhiều làm gì, tôi chỉ mong rằng sau này anh đừng làm phiền tôi và bã xã tôi nữa. Diệp Thu, anh nói thế là có ý gì? Trước đó chúng ta đánh cược cái gì? Người thua phải mãi mãi rời khỏi Lâm Thanh nhã, mọi người ở đây đều là trọng tài, bọn họ nhất trí cho rằng anh đã thua, vậy thì chính là anh đã thua. Ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết vì thế người phải rời xa lâm thanh nhã là anh. Capuchi trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, mặt dày nói. Thật ngại quá, đám chó liếm mắt mù bọn họ không xứng làm trọng tài. Diệp Thu lạnh giọng nói. Hừ, chàng trai, tôi nhịn cậu hơi bị lâu rồi đấy. Chúng tôi đều là họa sĩ nổi tiếng ở Giang Châu, chúng tôi không xứng làm trọng tài, thế cậu nói ai xứng? Trần Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng nói. Người xứng đáng nhiều lắm, nhưng ông tuyệt đối không xứng. Diệp Thu thản nhiên nói. Cậu! Trần Xuyên nhìn chồng chọc Diệp Thu, sau đó ông ta định tiến lên tranh cãi với Diệp Thu. Tiểu Trần, cậu lui xuống trước đi. Ngu Hồng Sương khoát tay, sau đó nhìn Diệp Thu, cực kỳ tự tin nói, chàng trai, tôi biết, nếu mà để cậu nhận thua như vậy thì chắc chắn cậu sẽ không phục, bởi vì cậu nghĩ những người này đều thiên vị tôi, bọn họ làm trọng tài chắc chắn không công bằng. Thế này đi, mời cậu bây giờ tùy ý gọi điện thoại liên lạc chỉ cần là người trong giới hội họa của hoa hạ khá hiểu về tranh có thể phán quyết công bằng cậu quen bao nhiêu người thì có thể gọi tới bấy nhiêu người để bọn họ đưa ra phán xét rốt cuộc thì trong hai chúng ta tranh của ai đẹp hơn thế nào sở dĩ ngu hồng sương rất là tự tin nói như này đó là bởi vì lấy nhân mạch và địa vị của ông ta trong giới hội họa hoa hạ thì cả giới hội họa hoa hạ này Hầu như không có ai dám đắc tội ngu hồng xương ông ta. Mặc kệ người Diệp Thu gọi tới là ai, gọi tới bao nhiêu người. Chỉ cần là người trong giới hội hỏa, vừa nhìn thấy ngu hồng xương ông ta ở đây, thì đến cuối cùng chắc chắn đều sẽ chỉ đứng về phía ông ta, nịnh nọt ông ta. Chút tự tin này, ngu hồng xương vẫn có. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 100.